chào các thính giả thân mến, trong trăm ngàn kênh đọc truyện trên mạng vậy mà bạn lại thấy được video này của mình, đó là thông điệp của vũ trụ gửi đến chúng ta rất có duyên, còn chờ gì nữa mà bạn không bấm một like để ngày mai trúng số, cho một chia sẻ gia đình vui vẻ, sức khỏe dồi dào, làm việc gì cũng thuận buồn xuôi gió, cảm ơn bạn, mời bạn bắt đầu nghe truyện Tuyên Thành Thái Giám Xuân Hỷ Tân Nương. Tập 5 41. Ta nguyện ý mở khóa Giang trì lăng lộ ra vẻ tuyệt vọng, Ngụy Hoàng Hậu. Lúc trước ta không có ý gì với ngươi cả, ta cũng đã nói rõ rồi. Ngươi đã vào cung làm Hoàng Hậu vì sao vẫn không chịu buông tha cho ta? Hóa ra là Ngụy Hoàng Hậu, Giang Phi Vi cố gắng sắp xếp những suy nghĩ hỗn độn trong đầu nhưng đầu óc nàng giống như đã bị rỉ chỉ biết ngơ ngác nhìn trò cười diễn ra trước mắt. Ngươi không có ý với ta cho nên ngươi có ý với Cố Vân Yên. Giọng điệu của Ngụy Hoàng Hậu càng cao hơn, ta có điểm nào không bằng nàng ta? Giang Trì Lăng nhìn gương mặt giận dữ của bà ta chỉ cảm thấy mệt mỏi, hoàng hậu, tình cảm nam nữ, sao có thể cưỡng cầu. Ngụy hoàng hậu nhìn về phía bình phong, đột nhiên rất bình tĩnh, giọng điệu như rắn độc, ngươi yêu nàng ta. Nếu ngươi yêu nàng ta vì sao không đưa nàng ta về nhà? Không phải từ lâu ngươi đã biết nàng ta ở Lê Thành hay sao? Giang Phi Vi bỗng nhiên muốn vùng vẫy nhưng lại bị người phía sau giữ chặt lại, ngươi không nghĩ tới việc Giang Phi Vi sẽ tìm về đây đúng không? Nhưng mà nghe nói Cố Vân Yên đã chết, hiện tại ngươi có thể yên tâm được rồi. Không, không phải, ngươi đối tốt với nàng ta chẳng qua là vì có tật giật mình mà thôi, nếu không thì tại sao ngươi mỗi ngày đều đi xử lý công vụ không chịu về phủ? Ngụy hoàng hậu thấy sắc mặt Giang Trì Lăng càng ngày càng khó coi, trong lòng cảm thấy vui sướng, lúc nữ nhi tiện nhân đó của ngươi xảy ra chuyện tại sao ngươi không cầu xin ta cứu nàng ta? Để ta đoán xem, nhóm đồng liêu của phụ thân đã thương nghị làm sao để khiến nàng ta tự sát để bảo toàn thanh danh của hầu phủ đúng chứ? Tại sao ngươi lại không buông tha cho Phi Vi? Con bé vô tội. Giang Trì Lăng hung hăng nhìn Ngụy Hoàng hậu, việc ám sát ở Nam Hài Tử cũng là do ngươi sắp xếp. Đúng vậy, ai bảo ngươi nhờ lâm lão phu nhân tới cầu ta gả nàng ta cho Tào Đình Vân? Nàng ta chính là huyết mạch của tiện nhân kia dựa vào đâu mà được gả vào chỗ tốt như vậy? Ngụy Hoàng hậu đứng dậy, đi tới trước mặt giang trì lăng đáng tiếc mạng của giang phi vi lớn có thể sống sót mà tào tiểu công tử lại có ý với nàng ta không hổ là nữ nhi của cố vân yên đồ tiện nhân ngụy kỳ lâm giơ tay về phía giang trì lăng chỉ có hài tử của chúng ta mới xứng với tào gia không hài tử của chúng ta xứng với mối hôn sự tốt hơn ngươi đã điên rồi giang trì lăng né bàn tay của bà ta ngụy kỳ lâm bị hành động né tránh của giang trì lăng kích thích nắm lấy tay áo của ông ta phải, là ta điên rồi. Nếu năm đó ngươi đồng ý cưới ta thì phụ thân của ta đã không đẩy ta vào cung. Tại sao ngươi lại từ chối ta? Tất cả là do cố vân yên. Là do tiện nhân kia câu dẫn ngươi. Ta sẽ không để ngươi được như ý. Ngươi nghĩ gã Giang Phi Vi vào nhà tốt là đã bồi thường cho nàng ta đúng không? Vậy thì ta sẽ khiến cho nàng ta và ta đều giống nhau, đều phải ở trong cung này làm ma cả đời. Môi Giang Trì Lăng run lên, không nói nên lời, bây giờ ngươi muốn dùng cái chết của Giang Phi Vi để bảo toàn thanh danh hầu phủ. Ta nhất định sẽ làm cho nàng ta sống sót. Ngụy Hoàng hậu cười vui vẻ, không phải ngươi muốn tìm một mối hôn sự tốt cho nàng ta sao? Tên thái giam kia thì như thế nào? Ta đã nhận lời của sư phụ, trợ giúp đại hoàng tử đăng cơ, như vậy còn chưa đủ sao? Giúp đại hoàng tử đăng cơ là tâm nguyện của phụ thân ta, không phải của ta hắn đã chết rồi, không có liên quan gì tới ta hết. Hắn chính là nhi tử do ngươi sinh ra. Chẳng phải Giang Phi Vi cũng là nữ nhi do ngươi sinh ra sao? Ngụy Hoàng hậu dễ cực nhìn Giang Trì Lăng, chỉ cần ngươi đồng ý ở bên ta thì ta sẽ thả Giang Phi Vi ra, được không? Trung Cần Hầu Phủ sẽ ghi nhận sự hy sinh của Phi Vi. Ha ha ha! Nói đến cùng ngươi vẫn để ý tới thanh danh của Hầu Phủ. Ngụy hoàng hậu cười lớn, Giang Trì Lăng như rơi xuống đáy vực, ông ta bị Ngụy gia, bị Ngụy Kỳ Lâm xé rách, mang theo cả nữ nhi Lẫn Hầu phủ, lúc Lâm lão phu nhân vào cung cầu thân cho phi vi ông ta đã cảm thấy không đúng lắm, tâm tư của Ngụy Kỳ Lâm vặn vẹo đến mức muốn giết chết Giang phi vi nhưng Ngụy Thù lại nói với hắn rằng Ngụy hoàng hậu sợ Hầu phủ liên minh với Tào gia khiến cho thái tử bất an, công ta tin lời nói của lão sư, vì muốn Ngụy Kỳ Lâm buông tha cho Giang phi vi mà đầu quân vào phe thái. Tử dù sao thì hầu phủ vẫn phải chọn một phe để duy trì hơn nữa bản thân ông ta là học trò của Ngụy Thù, nhưng Ngụy Kỳ Lâm lại làm mọi việc càng thêm nghiêm trọng hơn, không những làm cho hứa lão gia bôi nhỏ Phi Vi mà còn cố ý nói hỉ sự của cố ngôn và Phi Vi ngay trong yến tiệc, Ngụy Hoàng hậu cười đủ rồi, không nói lời nào nhìn Giang Trì Lăng, sau đó quay ra nói với Tấm Bình Phong, mang nàng ta ra đây. Giang Trì Lăng thấy Giang Phi Vi mang cả người ướt đẫm đi ra từ sau bức Bình Phong, chỉ cảm thấy cả người như ở trong hầm băng, Phi Vi, sao con lại ở chỗ này? Phụ thân Giang Phi Vi nhìn Giang Trì Lăng, ta chỉ hỏi người một câu, có phải người đã biết ta và mẫu thân đều ở Lê Thành từ lâu hay không? Giang Trì Lăng thấy ánh mắt sắc bén của Giang Phi Vi, không dám trả lời khi thủ hạ của ông ta báo cáo tin tức về Vân Yên, nói rằng nàng ấy đã bị đánh gãy cả tay và chân, bị bắt giam ở phủ huyện lệnh, có lẽ còn bị ông ta đã từ bỏ, mặc dù ông ta biết làm vậy là có lỗi với Vân Yên nhưng nếu ông ta mang một thê tử có dáng vẻ như vậy về nhà chắc chắn hầu phủ sẽ bị những lời dèm pha tập kích. Bên người ông ta trừ di nương bị ngụy hoàng hậu sắp xếp vào bên mình thì không có nữ nhân nào khác, ông ta nghĩ có lẽ cứ sống như vậy cho tới khi xuống mồ lại không ngờ Giang Phi Vi có thể tìm về đây. Ông ta thật ra cũng rất vui vẻ, cũng muốn yêu thương nàng nhưng mỗi lần nhìn vào gương mặt giống với cố vân yên của Giang. Phi Vi, Ông ta cảm thấy thấp thỏm lo âu, ông ta cứ nghĩ nếu cả Phi Vi vào hào môn nào đó rồi sinh con lại không ngờ ngụy hoàng hậu không buông tha cho ông ta. Ông ta tưởng bản thân ở thế trung lập nhiều năm như thế làm cho bà ta không vui cho nên bất chấp hoàng thượng không thích. Ông ta vẫn mạo hiểm tham gia vào phe phái ủng hộ thái tử, không ngờ đến nữ nhân điên này không quan tâm đến chuyện đó còn muốn ông ta cưới bà ta, Phi Vi. Là, là phụ thân hại con. Giang Phi Vi nhìn một trò khôi hài trước mắt trong đầu chỉ nghĩ tới một câu nói chế nhạo trong sách Giang Phi Vi biết những chuyện trong quá khứ của bản thân bị lan truyền khắp nơi nên đã tự sát. Có lẽ thường ngày nàng ta làm chuyện xấu quá nhiều vì vậy đây xem như là báo ứng. Thất hoàng tử ôm mấy túi đựng than chạy nhanh tới chỗ ở của mình, vốn dĩ hắn muốn nhặt củi đốt lửa nhưng hôm qua trời mưa, củi đã bị ướt không châm được lửa. Hắn nhân lúc mấy tên thái giám ngủ say trộn ít túi than về, hắn nhớ tới lúc Giang Phi Vi kéo y phục lại cho hắn hắn muốn báo đáp lại ân huệ này nhưng trời đã hửng sáng giang phi vi vẫn chưa tới chỗ này thất hoàng tử không khỏi có chút sốt ruột đợi thêm thời gian nữa chén trà thất hoàng tử mới thấy giang phi vi chậm rãi đi theo con đường trong cung tới hắn vội vàng đi lên chạm vào bàn tay lạnh như băng của giang phi vi giang phi vi như người mất hồn mặt hắn kéo tay đi vào trong phòng thất hoàng tử thuần thục châm lửa lên đống thang đưa tay nàng lên phía trên chậm rãi làm ấm nhiệt độ ấm áp dần dần làm giang phi vi tỉnh nàng nhìn thất hoàng tử đang lo lắng cho mình, nàng muốn nói chuyện nhưng vừa mở miệng đã ho khan hai tiếng, máu tươi bắn lên đống than đang cháy, phát ra tiếng xèo rất to, thất hoàng tử sợ hãi, vội vàng lấy tay lau máu ở khóe miệng của nàng, Giang Phi Vi giữ tay của hắn, không sao đâu. Nàng nhìn vào đôi mắt có quần thâm của thất hoàng tử, nhịn không được kéo hắn tới bên giường, nhóc con, nếu ngủ không đủ giấc thì sẽ không lớn được đâu. Thất hoàng tử vốn muốn phản kháng nhưng khi nghe nàng nói không ngủ đủ thì sẽ không lớn liền ngoan ngoãn chui vào chăn. Giang Phi Vi đem chậu thang tới bên giường mà vẫn không thể làm cho căn phòng ấm lên được. Rõ ràng đã qua Tết đoan ngọ vậy mà nhiệt độ vẫn thấp, đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa, Giang cô nương có ở đây không? Giang Phi Vi ấn thất hoàng tử xuống, miễn cưỡng đứng dậy, đi ra mở cửa, là ta, có chuyện gì sao? Thái giám kia cung kính đáp, hoàng thượng triệu kiến cô nương, cô nương người mau đi rửa mặt chải đầu rồi đến diện kiến hoàng thượng giang cô nương tới rồi thuận thiên đế thấy một thân chật vật của giang phi vi thật đáng thương đại bạn mau lấy ghế cho nàng ấy ngồi vâng cố toàn an vẫy tay ngay lập tức có tiểu thái dám mang ghế lên cho giang phi vi ngồi đại bạn đưa sổ con cho nàng ấy nhìn xem cố toàn an do dự một lúc cuối cùng vẫn cung kính dân sổ con tới trước mặt giang phi vi mặt trên đầy sổ muốn lập đại hoàng tử làm thái tử, ngụy đại nhân thật sự không cho trẫm mặt mũi, rõ ràng biết trẫm vừa ý nhị hoàng tử vậy mà dùng công lao nâng đỡ trẫm nói gì mà lớn nhỏ có thứ tự. Thuận Thiên Đế nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Giang Phi Vi, trong số này, có sổ con của phụ thân ngươi. Ở tiền triều, trung cần hầu phủ không chọn trẫm, trẫm cũng chưa bao giờ trách tội, vốn dĩ trẫm cũng coi trọng hắn nhưng thật đáng tiếc hắn lại muốn đối nghịch với trẫm. Ngươi nói xem vì sao nữ nhi duy nhất của hắn đang ở trong tay trẫm vậy mà hắn vẫn còn ra tay tàn nhẫn. Có lẽ bây giờ bọn họ càng muốn làm cho dân nữ chết. Giang Phi Vi bình tĩnh nói, thật ra nàng là người thông minh, nàng biết hiện giờ phe của hoàng trưởng tử hận không thể giết chết nàng sau đó giải quyết mọi việc ổn thỏa. Thuận Thiên Đế phát hiện nàng đổi xưng hô từ thần nữ thành dân nữ, ý cười đậm hơn, trẫm dựa vào thân phận trưởng tử lại có sự nâng đỡ của ngụy thù mới lên được ngôi vị hoàng đế đáng tiếc trẫm không phải là vị hoàng đế tốt, mà ngụy thù vẫn như cũ kiên trì lập trưởng lên ngôi. Giọng điệu của thuận thiên đế lạnh xuống, ngươi nói xem nếu trẫm giết ngươi thì có thể ngăn cái miệng của bọn họ lại không? Bẩm hoàng thượng, dân nữ cảm thấy không thể ngăn được. Giang Phi Vi quỳ xuống, nếu dân nữ chết, bọn người của thái tử sẽ công kích thái giám trong cung nói là làm hại dân chúng, cố đốc công là người của hoàng thượng, đến lúc đó sẽ không thoát khỏi bị chỉ trích. Thái giám chính là tay sai có nanh vuốt sắc bén của đế vương, đám đại thần không dám lên án hoàng thượng cho nên chỉ có thể dám lên án thái giám, trẫm cũng cảm thấy như vậy. Hoàng thượng dựa vào giường, tuy rằng phụ thân ngươi đã từ bỏ ngươi nhưng vẫn có kẻ điên muốn cứu ngươi ra ngoài. Trái tim vốn đang bình tĩnh của Giang Phi Vi bỗng nhiên chấn động, cố ngôn vì ngươi mà làm việc cũng trở nên lười biếng, trẫm rất tò mò, nếu lúc ở Lê Thành ngươi chưa từng gặp hắn vậy tại sao hắn lại quan tâm ngươi như thế? nghe nói ở Nam Nguyễn cũng chính là hắn cứu ngươi một mạng. Vừa mới nói mấy câu hắn đã ho mấy tiếng, khụ khụ. Trẫm mệt rồi, cũng không muốn để tâm đến mấy chuyện nhỏ không đáng kể, nhưng trẫm vẫn muốn nhìn thấy phe của Ngụy đại nhân tự chút lấy nhục, còn có Ngụy hoàng hậu nữa, ha ha, nàng ta cho rằng trẫm cái gì cũng không biết sao. Hắn nhớ tới ngày đại hôn ấy, ánh mắt Ngụy Kỳ Lâm nhìn mình, lạnh băng khó kìm nén hận ý, thứ có thể làm nữ nhân lạnh lùng kia nổi điên trừ tình yêu thì là gì, cố ngôn chính là thanh đao tốt của trẫm, vì vậy trẫm cũng nên đối xử thật tốt với đồ vật của mình đúng không? Hắn không nhận chiếc khăn mà cố toàn an đưa tới, dù sao thì khi ngươi ra khỏi cung cũng sẽ không được sống tốt, nếu đã như thế hãy ở trong cung chăm sóc cẩn thận cho thanh đao của trẫm đi, trẫm còn muốn hắn sắc bén thêm vài năm nữa. Tảng đá lớn trong lòng Giang Phi Vi rơi xuống, quỳ xuống dập đầu, dân nữ. Dân nữ tạ ơn ân điển của Hoàng thượng. Hoàng. Hậu đề cập đến sung hỷ của nàng và cố ngôn không những không gây tội mà còn thuận nước đẩy thuyền cho nàng, nàng suýt chút nữa đã không kìm được vui sướng, thuận thiên đế không tìm thấy chút tuyệt vọng nào trên gương mặt của nàng, không khỏi cảm thấy có chút thú vị, nếu là nữ tử bình thường khi nghe tin bản thân bị ban cho thái giám làm đối thực đã sớm khóc lóc nháo lên rồi, đối thực, cụm từ, đối thực, được ghi lại sớm nhất trong hán thư, Liệt truyện về Hiếu Thành Hoàng hậu Triệu Phi Yến, có đoạn. Quan tỳ Tào Hiểu, Đạo Phòng, Trương Khí, Cố Triệu Chiêu Nghi Ngự Giả Vô Khách Tử, Vương Thiên, Tan Kim Đẳng, Giai Viết Cung Tức Hiểu Tử Nữ, Tiền Trúc Trung Cung, Vi Học Sự Sử, Thông Thi, Thụ Hoàng hậu, Phòng Giữ Cung Đối Thực. Một học giả ứng thiệu, ghi chú giải thích, cung nhân tự sống chung gọi là đối thực, có thể thấy đối thực ban đầu chính là hành vi quan hệ đồng tính nữ hoặc một hiện tượng được gọi là đồng tính giả. Đây là bởi vì cung nữ trong cung không được ra ngoài, giống như trong trại giam, họ không tìm được nam giới để yêu đương, nên thúc đẩy một số cung nữ có quan hệ đồng tính với nhau. Hoàng hậu đầu tiên của Hán Vũ Đế là Trần Hoàng hậu được ghi lại cùng với đàn bà có trò, mị đạo, thường được cho là khơi nguồn của đối thực, như cuốn sách Vạn lịch giả hoạch biên, thời nhà Minh có nói. Thời Vũ Đế, Trần Hoàng hậu suy sủng, sai nữ vô mặt nam phục, cùng hậu ở cùng một chỗ tương thân tương ái như vợ chồng sau hoàng thượng bắt giác trị diệt nói phụ nữ cùng nhau hệt như nam dâm loạn phát phần đối thực trong vạn lịch giả hoạch biền sau đối thực ngày càng phổ biến để gọi thái giám và cung nữ kết giao còn gọi thái hộ thời nhà minh tình trạng đối thực rất nhiều vô số lượng thái giám và cung nữ trong cung rất nhiều tương truyền ngụy trung hiền cùng nhũ mẫu của minh hy tông chu do hiệu là khách phu nhân tiến hành đối thực qua tuy nhiên Pháp độ nhà Minh cấp thái giám nạp thiếp ở bên ngoài, chủ yếu vì phòng ngừa ngoại thần can thiệp cung đình sự vụ. Hai, sang thời nhà Thanh, triều đình ái tân giác la cấm tiệc hành vi đối thực, không chỉ giảm số lượng thái giám, cung nữ được quy định quá 25 tuổi xuất cung, còn vì cung nữ triều Thanh đều là bao y đàng hoàng, trong khi thái giám đều là dân thường, khoảng cách địa vị quá lớn, dù gì thì cũng đã đạt được mục đích, đại bạn, gọi cố ngôn vào đây. Cố toàn an lĩnh mệnh, đưa cố ngôn vẫn luôn đứng hầu ở bên ngoài đi vào, cố ngôn tiến vào đại điện, lập tức quỳ xuống dập đầu, khẩn xin hoàng thượng thu hồi lại mệnh lệnh. Nô tài là người không có đầy đủ bộ phận, sao có thể, ngay cả lão tổ tông của các ngươi cũng có hai nữ nhân để hầu hạ, làm sao ngươi lại không được chứ? Thuận thiên đế nhìn về phía giang phi vi, giang cô nương, ngươi có nguyện ý không? Ta nguyện ý. Giang Phi Vi trả lời dứt khoát, ha 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 ha. Thuận Thiên Đế cười to, đại bạn ngươi đi truyền ý chỉ của trẫm. Cố Ngôn, ngươi dẫn Giang cô nương lui ra đi. Cố Ngôn còn muốn cầu xin Thuận Thiên Đế bổng Giang phi Vi nhẹ nhàng nói, Cố Ngôn, thân thể ta không thoải mái, không muốn quỳ nữa. Lời Editor, thực ra khi tôi edit tới đoạn cuối chap 40 và đầu đoạn chap 41 này tôi rất tức giận, cha đẻ của mình lại vì thanh danh của gia tộc mà từ bỏ con gái ruột, câu chuyện hoang đường. Nhưng sau khi ngẫm lại đến thời đại 4.0 này rồi vẫn còn những câu chuyện viết về thể loại cha bỏ con đi xây dựng sự nghiệp, mẹ rời đi tìm hạnh phúc mới thì việc làm của Giang Trì Lăng chỉ là một trong số đó mà thôi. Dù sao thời xưa coi trọng danh tiếng, coi trọng quyền lực, con gái là đồ bỏ đi. Nghĩ kỹ lại thì cứ kệ đi, sống được hôm nào hãy sống hết mình hôm ấy. Trên thế giới này nhiều người như vậy, những câu chuyện ly kỳ khó tin còn nhiều hơn nữa mình cứ bận tâm rồi lãng phí thời gian mà thôi. 42 tin ngươi ngươi vẫn không rõ tâm ý của ta sao. Thân thể cố ngôn cứng đờ, không dám nói lời biện hộ nữa, vội vàng nâng Giang Phi Vi dậy, sau khi cùng thuận thiên đế vấn lễ, để cho nàng dựa vào mình rời khỏi điện, hành động tương tự như hành lễ, ra khỏi đại điện, cố ngôn vội vàng sờ sờ trán Giang Phi Vi, nóng đến mu bàn tay hắn hơi co rụt lại, quả thật là hồ đồ rồi, ngươi đừng nóng vội, trước tiên theo ta trở về nghỉ ngơi, đợi lát nữa ta lại đi cầu hoàng thượng đưa ngươi xuất cung giang phi vi không biết lấy khí lực từ đâu ra túm lấy cổ áo hắn khiến cố ngôn lùi một bước nàng gần như tức giận nhìn chằm chằm vào cố ngôn ta nói cho ngươi biết ta hiện tại rất thanh tĩnh cố ngôn gần như bị đáy mắt dứt khoát của nàng chấn trụ không nhúc nhích ngày ấy ở đại điện ta có thể nói rằng ta chưa bao giờ xung hỉ cho ngươi ta biết với khả năng của ngươi có thể đem việc này che đi nhưng ta không nói Giang Phi Vi nhìn con ngươi đang hoảng loạn của cố ngôn, ta không nói. Ngươi không rõ tâm ý của ta hay sao? Cố ngôn gần như muốn hòa tan trong tình cảm nồng đậm này, ta làm sao, ta làm sao có thể gánh vác được, nếu ngươi quan tâm đến ta, được, vậy liền đưa ta ra khỏi cung, để cho ta tuẫn đạo vì thanh danh trong sạch của bọn họ. Giang Phi Vi ho mạnh hai tiếng, nàng hung hăng nuốt xuống mùi vị rỉ sét trong miệng, không, sẽ không trong đầu cố ngôn hiện lên trăm phương ngàn kế, để nàng giả chết rồi đưa ra khỏi cung, đưa đến nơi không ai biết, sống thật tốt, nhưng tư tâm ti tiện của hắn điên cùng quấy phá, phải lưu lại nàng, lưu lại nàng. Giang Phi Vi nhìn thấy sự vùng vẫy trong mắt hắn, ta hết lần này tới lần khác cuốn lấy ngươi, ngươi vẫn là cam chịu số mệnh đi. Dù sao hiện tại cũng không còn ai chấp nhận ta, ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi, nếu ngươi dám tìm người khác, ta sẽ giang phi vi nói còn chưa nói xong ấy vậy mà lại rơi lệ không ta sẽ không tìm người khác cố ngôn chỉ cảm thấy từng đợt đau đớn trong lòng hắn ôm chặt lấy giang phi vi giang phi vi đợi cả buổi hắn mới khó khăn mở miệng phi vi nếu ngày sau ngươi hối hận ta sẽ để ngươi rời đi giang phi vi sợ hắn đổi ý nhanh chóng tiếp lời ta sẽ không được ta tin ngươi cố ngôn buông giang phi vi ra nhẹ nhàng vén tóc mai bên tai cô lên cho phép ta ít kỹ lần này đi. Lúc trước ở hậu hoa viên từ ninh cung, ta nói cũng không phải là lời thật lòng. thanh âm cố ngôn phản phất như một ống tiêu trong trẻo lạnh lùng, khúc nhạc lại chứa đầy thâm tình vô hạn. tiểu nha đầu là hoạn quan vô sĩ như ta, si tâm vọng tưởng, nhất sương tình nguyện, giống như nhớ nhung ngươi đã lâu. sáu mong muốn đơn phương, giang phi Vi cũng nở nụ cười, cố đốc công nói không chừng là ta nhớ ngươi trước. cố ngôn nhìn nụ cười thuần khiết của nàng không khỏi nở nụ cười, đây là lần đầu tiên Giang Phi Vi nhìn thấy nụ cười của hắn, không hề gánh nặng, là chân tâm thật ý, cố ngôn xoay người, không lưng, lên đi. Giang Phi Vi có chút do dự, vẫn còn ở trong cung, có thể hay không cùng ngươi nói chuyện phím. Hai chúng ta chính là hoàng thượng đích thân chấp thuận, còn ai dám nói? Đúng vậy. Giang Phi Vi không chút khách khí úp sấp vào lưng cố ngôn, cố ngôn vững vàng đứng dậy, cổng nàng, một đường đi về phía trị phòng trong cung của mình phòng trực phòng kia của ta không thu thập được gì rất loạn ngươi trước hết ở đây hôm nay chờ ngày mai ta sẽ bảo cố cung thu thập một gian cho ngươi được chờ chuyện này bình ổn ta lại cầu ân điển của hoàng thượng cho ngươi chuyển ra bên ngoài ở chỉ cần ở cùng một chỗ với ngươi là được đúng rồi thất hoàng tử bên kia ngươi phái nguyễn an đi chiếu cố hắn một chút được không ta không yên tâm về hắn ta muốn ngủ một giấc thật ngon, chờ tỉnh lại, hừ, ta muốn tìm ngươi tính sổ. ta đã rất buồn khi trước đây ngươi nói với ta những lời đó. được, đến lúc đó ngươi tùy ý phạt ta. Huyền Mễ đâu? ta muốn ôm Huyền Mễ ngủ, ta đợi hứa Bạch bắt nó về cho ngươi. hai mí mắt Giang Phi Vi như muốn khép lại, lời nói cũng dần dần thiên mã hành không, nhưng nàng lại sợ cố ngôn không rõ, liên tục nói lời này, cố ngôn dường như có tám ngày sự kiên nhẫn nghiêm túc đáp trả từng câu hỏi của nàng, thiên mã hành không, phong phú, bay bổng. Nô tỳ trên đường thấy cố ngôn đi tới, đều dừng lại việc hái mận, nhưng bị người trên lưng hắn dọa sợ tới mức không nhẹ, ngoại trừ hầu hạ hoàng thường, bọn họ cũng chưa từng thấy qua diêm vương sống hầu hạ ai a. Hơn nữa trên lưng hắn, còn là một nữ tử. Điều quan trọng nhất là, cố đốc chủ còn đang cười, đây là lần đầu tiên bọn họ thấy cố đốc chủ cười vui vẻ như vậy trung tần hầu phủ, lão phu nhân, đây là ý của hoàng thượng, nô tài chỉ phụ trách truyền đạt ý chỉ. Cố toàn an nhẫn tâm, một bên an ủi nắm lấy lão phu nhân của mình, một bên dãy dụa đi ra, trên người nô tài còn có việc, muốn hồi cung, giang trì lăng quỳ trên mặt đất, không nói một câu với cố toàn an, nhiều năm như vậy, hoàng thượng không để tâm đến triều chính, ngoại trừ chuyện lập thái tử không có buông lỏng, còn lại đều tùy ý các thế lực tranh đoạt tất cả mọi người đều cho rằng thiên mệnh trong hắn đã hết nhưng hoạn quan vẫn là nanh vuốt sắc bén đông xưởng nhất định là thăm dò được đảng thái tử muốn giang phi vi tự sát để vãn hồi thanh danh lại lên tấu chương chỉ trích cố ngôn làm loạn xã tắc mà cố ngôn là vì hoàng thượng muốn bạc mới đi lê thành thuận thiên đế thà rằng để sử quan lưu lại một mệnh lệnh hoang đường trong sử ký cũng phải đem giang phi vi ban cho cố ngôn làm vợ ngụy hoàng hậu đối với tâm tư của mình sợ là đã sớm biết được đế vương mất mặt cũng phải để cho đại biểu trung cần hầu phủ là hắn ném mặt mũi đi. Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn về phía lâm lão phu nhân khóc hôn thiên hắc địa, mẫu thân, sớm biết hôm nay, tội gì lúc trước phải khổ. Lâm lão phu nhân nhìn ánh mắt sắc bén của nhi tử luôn luôn hiếu thuận, theo bản năng né tránh, ta, ta không nghĩ tới hoàng thượng lại hoang đường như vậy, đây đâu phải là chuyện minh quân nên làm, mẫu thân, cẩn thận lời nói. Giang viễn hoàng nhỏ giọng nhắc nhở, giang trì lăng chỉ cảm thấy vô hạn mệt mỏi, người cũng không quan tâm tới Phi Vi, vì sao lại tiến cung, thay nàng cầu thân. Ông đi tới trước mặt Lâm Lão Phu Nhân, chậm rãi ngồi xổm xuống, nhìn thẳng Lâm Lão Phu Nhân, là ngụy thù an bài người đi, hắn đồng ý với người cái gì. Lâm Lão Phu Nhân nhìn ánh mắt sáng như đuốc của Nhi Tử, run rẩy nói, hắn, hắn nói thân thể Thái Tử Phi không tốt, sợ là sống không lâu, nếu ngươi ủng hộ Thái Tử, Vân Lan sẽ là Thái Tử Phi, Lão Sư nói lễ nghi quy củ nhất, hắn sẽ cho phép Vân Lan phong quận chúa gả cho thái tử. Mẫu thân, người hồ đồ rối rồi. Trong mắt hắn dần dần tràn đầy bi thương thừa không thừa được, lại nói, Phi Vi chính là con gái ruột của nhi tử. Lâm lão phu nhân nhìn hai mắt Giang Trì Lăng, trong lòng cũng hối hận, kỳ thật bà ta đã hạ quyết tâm đối xử tốt với Giang Phi Vi, nhưng nhiều năm như vậy, bà ta sớm đã coi Vân Lan như cháu gái ruột. Ngày đó Ngụy Thù phái người đến khuyên mình, bà ta căn bản không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy lại có thể gả Giang Phi Vi đến Tào Gia, lại có thể cho Giang Vân Lan làm Thái Tử Phi, chuyện tốt như vậy làm sao có thể cự tuyệt. Làm sao biết đây là kế? Giang Trì Lăng nhìn ánh mắt của bốn phía, có thương hại, có sợ hãi, có ghét cay ghét đắng. Ngụy Thù sợ là đã sớm biết tâm tư của Ngụy Hoàng hậu đối với mình, vì trợ giúp đại hoàng tử, vì thế lực trung cần hầu phủ, cố ý phái mẫu thân ông chọc giận Ngụy Hoàng hậu, từ đó làm cho Phi Vi gặp nạn, tự mình thỏa hiệp. N sư trước đây của ông, ngay cả chính ông cũng tính toán đi vào sao. Ông vì hậu phủ mà dốc hết sức lo lắng nhiều năm, cái gì cũng từng bước buông tha, nhưng hai tay chung quy khó địch lại bốn tay, hắn chỉ cảm thấy quá mệt mỏi, Giang Phi Vi tỉnh lại, đã là ba ngày sau, nàng mở mắt ra, đầu tiên nhìn thấy đỉnh cửa sổ chạm trổ tinh xảo, ánh mặt trời chói mắt xuyên qua màn lụa màu hồng nhạt, nhu hòa nằm trên mặt nàng, miêu, một đồ vật lông xù đến trước mặt nàng huyền mễ thấy nàng tỉnh lại nhanh chóng xoay hai vòng thân mật liếm mặt nàng giang phi vi muốn nói chuyện nhưng cổ họng rất khô nàng chỉ có thể sờ sờ đầu huyền mễ huyền mễ càng kích động không ngừng cọ cọ lên mặt cô huyền mễ mèo con này đừng làm ầm ĩ nữa lại nháo chủ tử trở về liền đem ngươi làm thịt từ ngoài truyền đến một trận nhỏ giọng quát thấy huyền mễ còn đang kêu lung tung nguyễn an cẩn thận vén rèm lên xem ta không bắt được ngươi, cô, cô nương, người tỉnh rồi. Giang Phi Vi suy yếu nháy mắt mấy cái, cười cười với Nguyễn An, Nguyễn An sửng sốt nửa ngày, đột nhiên đứng thẳng dậy chạy ra ngoài, cô nương tỉnh rồi. Cô nương tỉnh rồi. Cố cung nghe thấy tiếng, cơ hồ là chạy vội vào, tổ tông phù hộ. Nô tài nói lão đầu thái y viện kia đều là cẩu thí. Cô nương các nhân chúng ta tự có thiên tướng làm sao có thể không tỉnh lại được chó má, Giang Phi Vi nhìn cố cung phẫn nộ, bất đắc dĩ nhìn Nguyễn An một cái, chỉ chỉ cổ họng mình. Nguyễn An lúc này mới phản ứng lại, vội vàng rót nước, đỡ Giang Phi Vi ngồi dậy, Giang ung uống vài ngụm nước, dừng lại, vội vàng hỏi, cố ngôn đâu? Không có gì xảy ra, phải không? Cô nương yên tâm, chuyện gì cũng không có, chủ tử đều giải quyết. Đột nhiên truyền đến một tiếng bịch, Giang Phi Vi ngước mắt lên nhìn, chỉ thấy mấy tiểu thái dám nghe răng trận mắt ngã xuống một bên phía trên còn thập ngũ và thập lục thập lục trên cùng cười phất phất tay cô nương cố cung hận không thể trực tiếp ngất đi mấy người các ngươi tìm đường chết hay sao mà chạy vào phòng cô nương còn không mau đi giang phi vi vội vàng nói ai đừng bọn họ tới đây làm gì cố cung vội vàng bày ra nụ cười bọn họ là cha nuôi gọi tới hầu hạ người đương nhiên nô tài cảm thấy bọn họ cũng hầu hạ không tốt, tất cả coi như giải sầu cho người là được. Mấy tiểu thái dám ánh mắt trân tru nhìn Giang Phi Vi, quỳ bịch xuống một tiếng, bái kiến chủ tử nương. Ai cho các ngươi kêu loạn? Nếu không phải trước mặt Giang Phi Vi, cố cung đã sớm một cước đạp qua, Giang Phi Vi ngược lại bật cười một tiếng, ta còn chưa tới nhị thập đâu. Coi như nương. Ha ha ha. Nói cái gì, vui vẻ như vậy. Cố ngôn bước vào phòng, mấy tiểu thái giám kia vừa thấy là cố ngôn tới, trong nháy mắt như chuột thấy mèo, cố cung cùng Nguyễn An hành lễ, cùng bọn họ rời khỏi phòng, bọn họ gọi ta là cán nương, mẹ nuôi. Giang Phi Vi nhìn căn phòng trong nháy mắt thanh tịnh xuống, ngươi còn rất uy phong, người trong nháy mắt bị dọa chạy mất. Cố ngôn nhíu nhíu mày, bọn họ là tiểu thái giám ta vừa mới thu vào, cố cung còn chưa dậy quy cũ, ngươi đừng tức giận, nếu thật sự luận lý chỉ có cố cung có tư cách gọi nàng là cán nương nhưng cố ngôn thấy nàng vui vẻ liền không phạt người ta cảm thấy rất thú vị giang phi vi nhìn mồ hôi trên thái dương của hắn liền biết hắn nhận được tin tức đã một mạch chạy tới nàng trực tiếp dùng tay áo của mình lau mồ hôi cho anh vừa lau vừa đỏ tai cố ngôn thấy hai má cô cũng đỏ lên trêu ghẹo nói tiểu nha đầu thẹn thùng rồi sao giang phi vi khẽ quay đầu đi không có Cố ngôn tiến đến bên tai nàng thì thầm, không phải lúc trước còn la hét cuốn lấy ta sao? Giang Phi Vi nghĩ đến hành vi hồ nháo của mình, trực tiếp rụt vào trong chăn, a à a à đừng nói nữa. Huyền Bi hoảng sợ, nghe răng trợn mắt với cố ngôn, cố ngôn nhìn lông nó dựng lên, không khỏi bật cười, ăn cây táo rào cây sung, cố cung bưng vào bát cháo ngon miệng cùng món tương thanh mát, Giang Phi Vi ngửi thấy mùi vị, bụng cũng không khỏi kêu lên, cố ngôn nhận lấy thức ăn, ăn ở trên giường đi. Giang Phi Vi lắc đầu, nằm thật lâu, ta muốn đứng dậy vận động, cũng tốt. Ánh mắt cố ngôn khiến cố cung muốn nói lại thôi liền rời khỏi phòng, tự mình đỡ Giang Phi Vi đứng dậy, vậy thì thay quần áo đi, hôm nay thời tiết không tệ, đợi lát nữa sẽ ra sân ngồi một chút, hắn từ trên kệ bên cạnh lấy trường sam đã sớm chuẩn bị xong, vải vóc quý giá theo ngón tay hắn xẹt qua, ta giúp ngươi thay, trên người hắn có mùi long tiên hương nhàn nhạt, hẳn là đã nhiễm lên lúc hầu hạ ngự tiền, cùng với động tác mặc y phục của hắn cho Giang Phi Vi, từ bốn phía cuốn tới, làm cho Giang Phi Vi không có chỗ trốn lại một lần nữa đỏ mặt, nàng thật vất vả mới trấn tĩnh lại, nhìn về phía cố ngôn đang cúi đầu, lại phát hiện hắn, thật sự chỉ là giúp nàng mặc quần áo mà thôi, phản phất giống như một nô tài hầu hạ chủ tử vậy, cố ngôn cảm nhận được tầm mắt của cô, hơi ngẩng đầu, nhưng vẫn không người, thế nào, Giang Phi Vi vương hai tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy hắn, 43 hoa lựu làm sao có thể để giang phi vi cả đời an ổn an khang hơi thở của nàng vang bên tai cố ngôn làm cho cố ngôn cảm thấy từ sâu tận đáy lòng sinh ra một cảm giác trung sợ khó nói nên lời hắn đè tâm trạng đang phập phồng xuống vỗ lưng nàng khẽ dỗ nói cơ thể không thoải mái sao không có gì giang phi vi buông cố ngôn ra thấy mắt hắn trợn trừng lên đắc ý cười ăn cơm thôi ta đói rồi được Cố ngôn tuy không biết vì sao Giang Phi Vi đột nhiên ôm mình, nhưng có một loại trực giác mách bảo rằng nếu như hắn trực tiếp hỏi thì Giang Phi Vi nhất định sẽ tức giận. Hắn vội vàng đi đến trước bàn, đem cháo gạo kê và dưa góp trong hộp cơm đặt lên trước mặt Giang Phi Vi. Giang Phi Vi một bên vừa ăn, một bên vừa nghe cố ngôn nói mấy chuyện phân tranh cũ ngày trước, chuyện Giang Phi Vi quậy phá vỡ lỡ ra. Hiển nhiên ngự sử có lá gan lớn mạnh dạng chỉ trích hoàng thượng, nhưng đều bị đông xưởng xử. Lý Giang Phi Vi ngược lại thành đối tượng được mọi người thương hại, bách tính bình thường chỉ cảm thấy vận mệnh của nàng nhiều thăng trầm, thật vất vả mới được trở về hầu phủ lại đối mặt với kết cục này, mà quan viên triều đình cũng biết là Giang Hầu Gia theo sai người, làm cho thánh tâm không vui, đem nữ nhi của mình hy sinh mất rồi, cố ngôn đương nhiên chỉ chọn những điều dễ nghe nói cho Giang Phi Vi, Giang Phi Vi biết hắn giấu giếm, cũng không có vạch trần, dù sao chúng ta là người trên một. Thuyền, chàng nếu như dám vứt bỏ ta giang phi vi cảnh cáo dương nắm đấm lên cũng không dám cố ngôn giả vờ như bị dọa sợ trước mặt giang phi vi chắp tay một cái đúng rồi ba ngày sau chàng có rảnh không có thể nàng muốn làm cái gì ta giúp ngươi cùng ta trở về giang phi vi nghĩ lại nghĩ tuy rằng ta đã ngủ ba ngày mặc kệ bắt đầu tính từ khi ta tỉnh lại đừng đùa giỡn nữa cố ngôn bất đắc dĩ lắc đầu làm gì có thái giám nào kết hôn còn trở về nhà, ta cũng không có làm loạn, chàng không phải nói hai ta là thánh thượng cho phép kết hôn à. Giang Phi Vi nháy mắt mấy cái, ta đột nhiên nhớ tới, ta và Trung Cần Hầu Phủ còn có một việc vẫn chưa giải quyết xong đâu. Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, cố ngôn thở dài, những người này càng ngày càng không có quy củ. Ta vừa mới thấy bộ dạng cố cung như có lời muốn nói với chàng, nếu như chàng có việc phải làm, thì đi nhanh đi được nguyễn an bây giờ phân đến nơi này của ngươi có cái gì thì nói với hắn cố ngôn đứng dậy hắn hôm nay đúng thật là có mấy việc không thể kéo dài được hắn đang xoay người lại giang phi vi nhẹ giọng gọi hắn cố ngôn sao thế hắn nghiêng người nhìn về phía nàng ta đang thắc mắc muốn xác định lại một chút chàng là thật tâm đối với ta có ý sao cố ngôn cảm nhận được sự bất an của nàng dịu dàng nói tất nhiên vậy hai ta chính là không sai đối thực cố ngôn hít một hơi và nói đối thực nguyên là một cụm từ mô tả hành vi đồng tính giả giữa cung nữ trong cung đình trung quốc sau trở thành một cụm từ mặc định cho hành vi quan hệ vợ chồng giữa cung nữ và thái giám giang phi vi còn chưa phát hiện bẫy trong lời nói của hắn là đối thực mà không phải là phu thê nàng ngược lại thẹn trước ta trước đó còn tưởng rằng là tự mình đa tình nhưng không phải quá tốt rồi đã như vậy chàng có muốn cố cung gõ cửa lần nữa cắt đứt lời của giang phi vi sắc mặt cố ngôn có chút bực bội giang phi vi lấy lại tinh thần vội vàng đỏ mặt nói chàng mau đi làm việc trước đi chúng ta còn nhiều thời gian mà cố ngôn đi lên phía trước sờ đầu của nàng được nàng nghỉ ngơi thật tốt đi giang phi vi sắp đánh mất tất cả những gì nàng có bởi vì chính bản thân mình cho dù hắn còn có thể ở bên giang phi vi mấy năm đều là điều tốt nhất mà trời cao ban cho hắn muốn để nàng làm tiểu cô nương vui vẻ nhất sau khi cố ngôn vội vàng rời đi giang phi vi rửa mặt một lúc cảm thấy cơ thể khôi phục không tệ một bên để nguyễn an đỡ mình vào trong sân đi lại một chút ngói vàng tường đỏ cây xanh bóng râm dày bên trong viện chim tước gáy bay giang phi vi cảm thụ được sự thoải mái trong lòng dễ chịu đây là viện tử của cố ngôn trong cung bẩm cô nương đây là tân viện của thất hoàng tử Ta không ở cùng chỗ với cố ngôn sao? Ngài. Là dùng thân phận cung nữ vào cung, chủ tử an bài ngài chăm sóc, chiếu cố thất hoàng tử, tốt hơn là nên tránh miệng lưỡi của mọi người. Đương nhiên, thất hoàng tử đã có người chăm sóc, cô nương đừng lo lắng. Vậy cố ngôn ở chỗ nào? Tri phòng, cách chỗ này không xa. Cho, phòng trực bét ta, em không hiểu nên để nguyên bản edit ạ. À. Nguyễn An cười chuyển lời nói, cô nương vì ngài mong nhớ thất hoàng tử chủ tử lập tức liền nghênh đón thất hoàng tử tới nơi này lại tranh thủ thời gian tu sửa một phen thất hoàng tử đang ở chủ điện cô nương muốn đi xem một chút không giang phi vi bước vào chủ điện nhưng luôn cảm thấy nơi này làm sao còn không xa hoa bằng chỗ của mình mặc dù thế nào đây cũng là nơi ở tốt hơn so với chỗ thất hoàng tử trước đó trong viện mấy tiểu thái giám đang vẫy nước quét nhà thấy giang phi vi đi tới lập tức quỳ xuống hành lễ giang cô 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 nương ngài hiện tại là trưởng sự cô cô của trọng hoa cung. Nguyễn An nhỏ giọng nhắc nhở nói, các ngươi đứng dậy đi. Giang Phi Vi hắn giọng, có chút khẩn trương, thất hoàng tử nghe thấy âm thanh bên ngoài, chạy chậm ra khỏi điện, thấy Giang Phi Vi đến, vội vàng tới dắt nàng, hắn ta giống như muốn nói cái gì, lại thấy Nguyễn An thì ngừng miệng, Giang Phi Vi nhạy cảm cảm nhận được hắn đối với Nguyễn An không vui, nàng xoay người, Nguyễn An, ngươi đi giúp ta lấy ít bánh ngọt đến đây đi. Vâng. Nguyễn An khiến cho mấy tên thái giám kia mấy cái hất tay, một đoàn người lui ra, chỉ để lại hai người Giang Phi Vi và Thất Hoàng Tử. Giang Phi Vi thấy Thất Hoàng Tử một thân y phục sạch sẽ, cười cười sờ đầu hắn ta, ở trong cung này như thế nào? Thật xin lỗi. Đây là lần đầu tiên Giang Phi Vi nghe Thất Hoàng Tử mở miệng nói chuyện, cổ họng hắn ta như vật gì đó xước vào làm bị thương, khẽ nói nhẹ nhàng, phát ra tiếng trên rỉ trầm thấp như giấy nhám cọ vào mặt gỗ thô ráp thất hoàng tử nhanh chóng bắt được giang phi vi sửng sốt hắn ta chăm chú nắm bãi quần áo của mình vẫn là tiếp tục nói nếu như ta là hoàng tử được sủng ái ta có thể cứu tỷ tỷ ngày hôm trước thất hoàng tử được nhận vào trọng hoa cung tráng lệ này người người đều vì biểu lộ chúc mừng nhìn về phía hắn hắn ta lại không có một chút thích thú nào ai sẽ quan tâm một hoàng tử như hắn hắn ta nhớ tới giang phi vi bị thuận thiên đế gọi đến bất an trong lòng ngày càng gia tăng, quả nhiên, hôm qua hắn ta rốt cuộc nghe được những hoạn quan kia lén lút bàn tán, mới biết Giang Phi Vi được ban cho cố ngôn, hắn ta từng cùng cố ngôn giáp mặt đánh nhau một lần, đó là lần duy nhất hắn ta được nhũ mẫu dẫn đi gặp thuận thiên đế, cố ngôn mặc một bộ nội sử mãn y đỏ rực, hơi thở trên người lại phản phất như đá lạnh băng dưới suối vàng, mà hắn ta sau khi thấy ánh mắt mình, giống như đánh giá một hạt cát trong bụi đất, nhưng đảo mắt, hắn ta quỳ gối trước mặt thuận thiên đế mặc cho thuận thiên đế hát rượu tới thấm ướt tóc tráng, thất hoàng tử đột nhiên cho rằng, hắn cùng với những thái giám bắt nạt mình kia không có gì khác biệt, đều chỉ là những người thân thể không được đầy đủ thôi, bọn hắn dựa vào quyền thế mà sống, cũng sẽ bởi vì hoàng quyền mà chết, người như vậy, sao có thể cho Giang Phi Vi cả đời an ổn an khang được chứ, Giang Phi Vi thấy đáy mắt thất hoàng tử lơ đảng xuất hiện tia kinh miệt, đột nhiên vô cùng tỉnh táo biết được, thời đại này đối với hoạn quan tự nhiên chán ghét và kinh bỉ. Chỉ cần bọn họ thiếu đi vật kia, bọn họ sẽ hoàn toàn bị trói buộc trong cung đình này, làm chó săn của đế vương, mà không phải là người bình thường, tay của nàng nắm chặt bả vai của thất hoàng tử, thất hoàng tử, giữa ta với hắn, thật sự phát sinh rất nhiên chuyện, mà ta thật ra đối với hắn có, ý đồ không an phận. Không thể, nói như vậy. Thất hoàng tử nghe thấy Giang Phi Vi tự mình nói ra lời này, nhíu chặt lông mày, Giang Phi Vi nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó khó coi của hắn ta, giống như một đại nhân nhỏ tuổi, không khỏi khẽ cười một tiếng, là thật nha. Thất hoàng tử khăng khăng lắc đầu, nhưng không lên tiếng nữa, em mờ thanh của hắn ta rất khó nghe, hắn ta không muốn Giang Phi Vi nghe nhiều, chỉ là thúc đẩy Giang Phi Vi, muốn cho nàng về viện tử nghỉ ngơi, Giang Phi Vi làm sao dám chọc hắn ta nữa, hắn ta cũng sẽ không tiếp tục nói chuyện, Giang Phi Vi không có cách, đành phải đưa thất hoàng tử tới chỗ thái giám hầu hạ trong nội viện tinh tế gặn hỏi biết được bọn họ là người cố ngôn sắp xếp nhìn cũng trung thực mới yên lòng mà quay về viện lạc của mình nguyễn an bưng bữa tối lên cô nương ăn cơm trước đi cố ngôn đâu ta chờ hắn cùng ăn nguyễn an cười nói cố đốc công hôm nay phải đi trực đặc biệt dặn dò bảo cô nương ăn trước buổi tối nghỉ ngơi sớm không cần chờ ngày ấy thấy giang phi vi không có bác bỏ tiểu cung nữ đứng một bên lập tức tiến lên chuẩn bị phục vụ giang phi vi ăn cơm Giang Phi Phi lại lắc đầu, ta tự mình ăn cơm, không cần phục vụ. Giang Phi Phi đang dơ đũa lên, thì nhìn thấy một tên tiểu thái giám vội vàng chạy vào phòng, trông thấy Giang Phi Phi đang dùng cơm, bị dọa sợ đến mức quỳ bịch lên trên mặt đất, Nguyễn An vội vàng mắng, làm sao không có quy củ như vậy. Còn không mau đi xuống. Đừng trách hắn, xảy ra chuyện gì rồi. Giang Phi Vi nhẹ nhàng nói, tên tiểu thái giám kia thấy Giang Phi Vi không có ý tứ trách tội, mới run rẫy nói ra là là người của cố cẩn công công đến nói giang cô cô tỉnh rồi muốn đưa lễ cố cẩn giang phi vi vẫn nhớ rõ nhân vật này cũng là một trong những người con nuôi của cố toàn an không giống với cố ngôn ở trong cung bị chà xác mà lớn lên cố cẩn là con thứ của một vị ngự sử tiền triều nào đó bởi vì phạm tội sau khi vào cung thì được cố toàn an che chở tuyển vào nội thư đường khi tiên đế còn sống Hắn ta được xem là tùy đường ngự tiền thái giám Người này trong sách miêu tả không nhiều Chỉ biết là hắn vì thân phận trước kia của mình nên rất tự cao tự đại Lúc đầu chọn trúng nhị hoàng tử làm chỗ dựa Nhưng mắt thấy thế lực tam hoàng tử phát triển Hắn ta dựa vào bản lĩnh nịnh nọt Rốt cuộc là đã sống tới cuối Nhận được ngoại sai phượng dương phòng giữ Bị quan viên trong triều lén lút dễ cật vì lưỡng môn thiến Người này lòng dạ nhỏ nhen Xem thường xuất thân thấp kém của cố ngôn Nên luôn cùng cố ngôn xung đột so với hình tượng nhân vật phản diện của cố ngôn trong sách, hắn ta chính là vai phụ thích làm chuyện càng rỡ, cả ngày diễu võ dương oai, làm cho người ta chán ghét, hết lần này tới lần khác nhờ mạng lớn, sống tới cuối cùng, Giang Phi Vi chậm rãi đứng dậy, đi, người ta tới tặng lễ, chẳng phải chúng ta cũng nên nhìn xem là cái gì sao? Giang Phi Vi không để ý sự ngăn cản của Nguyễn An, thẳng tắp đi ra ngoài viện, trong nội viện ầm ĩ náo loạn một đoàn, nhưng Giang Phi Vi vừa đi tới, mấy tên tiểu thái giám giống như chim cút bao bọc vây quanh giang phi vi tên thái giám kia bị xô đẩy mặt chật vật gắt lên một cái vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười thỉnh an giang phi vi chào giang cô cô người kia tùy ý đánh giá giang phi vi nhìn thấy khuôn mặt nàng so với nương nương trong cung còn muốn mỹ lệ hơn một phần không khỏi có chút ghen ghét cố ngôn này là cái vận khí cức chó gì tứ hôn cũng có thể đụng được dạng cực phẩm như vậy bất quá giang phi vi này sợ là hận hắn chết đi nghe nói nàng và Tào công tử rất có duyên phận, vậy mà bị gã cho loại mặt hàng như cố ngôn này, đặt vào hoàn cảnh trước kia, ngay cả hầu hạ cố cẩn cũng không xứng, hãy để cho bản thân lần nữa thêm dầu vào lửa cho sự thù hận này, Giang Phi Vi nhận ra được ánh mắt bất thiện chí của hắn ta, có chút không thoải mái, ngươi là người bên cạnh cố cẩn. Tên là gì? Nô tài tên là Trung Tường, là trưởng gia của cố cẩn công công. Chủ tử chúng ta nghe nói Giang cô cô tỉnh rồi, đặc biệt để nô tài mang tới cho Giang Cô Cô, hạ lễ tân hôn. Trung Tường cười đến cổ quái, hơi nghiêng cơ thể, để Giang Phi Vi nhìn thấy rõ hạ lễ, phía sau hắn ta là hai bồn cây lựu đỏ rực, 44, hài tử khi gặp người ta mới muốn sống tốt cả đời này. Cống vật dù mới được mang về đây, nhưng chủ tử chúng ta nghe nói đại hỷ của cố đốc công, lập tức cho thuộc hạ đưa tới, hoa này tuy không giống với người, khi đến thời điểm là có thể tạo quả. Giang cô cô là tiểu thư hầu phủ, mặc dù, nhưng chờ hoa biến thành quả, cũng gọi là có cái để an ủi. Cây lựu ở cổ đại ngụ ý đa tử, con, nhiều phút, hành động này của cố cẩn, là một mũi dao đâm hướng đến trong lòng nữ tử bình thường. Nhưng Giang Phi Vi đâu phải là quý nữ bình thường ở triều đại này, nàng không lộ ra vẻ mặt chịu nhục, ngược lại nhìn hai bồn hoa một chút, tiện tay giật đoá hoa, thưởng thức một phen, còn rất đẹp mắt, thay ta gửi lời đa tạ đến cố cẩn công công. Trung Tường thấy vẻ mặt nàng thản nhiên, cũng không biết là nàng cậy mạnh hay là cái gì, dù sao theo yêu cầu của cố cẩn, hắn ta đến để châm ngòi một phen là được, nếu Giang cô cô thích, nô tài xin cáo lui, à đúng rồi. Giang Phi Vi đột nhiên nhớ tới chuyện gì, hoa này, nếu không thì cố cô cẩn công công giữ lại cho mình một chậu đi. Trung Tường khoát tay, Giang cô cô nói đùa, chuyện tốt thành đôi, đây là chủ tử đặc biệt tặng cho các người. Ôi, ta cũng không nở. Giang Phi Vi bước mấy bước đi tới trước mặt Trung Tường, cúi người xuống, giơ tay lên che ở miệng, cố ý hạ thấp giọng nói chuyện, nhưng mà âm lượng lại không giảm xuống nửa phần, nghe nói cố cẩn công công cầu tiên hỏi thuốc khắp nơi, vì có thể chấn chỉnh lại hùng phong, không biết đã ăn bao nhiêu thận khí hoàng đâu. Đây, đây là đang nói gì vậy chứ? Ánh mắt Trung Tường tránh né, chuyện chủ tử ăn thận khí hoàng, không phải việc người người đều biết, ừm. Thế nhưng ta nghe nói hắn bị chảy máu mũi không ít đâu. Cây hoa lựu xinh đẹp như máu, vừa vặn để cố cẩn công công bồi bổ huyết khí. Vì một tên tiểu thái dám nhịn không được cười ra tiếng, hắn ta mở đầu xong, ngay cả Nguyễn An cũng không nhịn được nhếch miệng lên cười, nếu như hắn cảm thấy không cần thì đưa cho người trong phòng cũng được, nếu không người nhà nữ hài tử hàng đêm khuê phòng, ngay cả cái, ôi, nhìn xem hoa này, biết đâu có thể giống như ta phải được ai ủi đúng không? Giang Phi Vi thấy sắc mặt Chung Tường càng thêm đặc sắc, đắc ý nói ra, người nói cố cẩn công công làm sao giống người không thương hoa tiết ngọc như thế. Ngay cả ta chuyện không thể có con nối giỏi bé như hạt vừng thế này cũng lo lắng, quả thực so với lão ma ma của ta còn quan tâm hơn, ta cho tới bây giờ chưa từng gặp phải người ngoài tâm tư tỉ mỉ như vậy. Nhưng người này hết lần này tới lần đối với khác người trong phòng của mình lại không hề bận tâm, ôi, cái cây hoa lựu này ta sẽ nhịn đau cắt thịt, chuyển tặng cho cố cẩn công công. Ngươi, ngươi, chung tường đi theo bên cạnh cố cẩn nhiều năm, các cung nữ đối với mình cũng có chút kính trọng, đâu có đụng phải dạng người như Giang Phi Vi này, Giang Phi Vi nháy mắt mấy cái, còn muốn làm phiền công công chuyển một câu, nhưng tuyệt đối đừng cự tuyệt lòng tốt của ta. Cố cẩn này đảm bảo là đầu óc có vấn đề. Chính mình ngồi vẫn ảo mộng sẽ có một ngày có thể chấn chỉnh lại hùng phong, còn dám tới chế diễu cố ngôn. Hừ, trong sách còn từng viết qua, thời điểm hắn ta quyền lực cực thịnh, từng chiếm được một bài thuốc bí truyền, mệnh danh có thể khiến thái giám dương khí lưu thông, nhưng quan trọng trong điều chế bài thuốc bí truyền này yêu cầu xương tủy của đồng tử, hắn ta vậy mà ám hại hơn 10 đứa trẻ. Khi đó Giang Phi Vi đọc đến đoạn này, còn buồn nôn một lúc lâu, nàng ngầm châm biếm cố cẩn vài câu, trong lòng cuối cùng cũng thoải mái vốn định nói với nguyễn an mau đem cái tên chung tường này đuổi đi lại thấy mặt nguyễn an cứng ngắc giang phi vi theo tầm mắt của nguyễn an nhìn sang ngoảnh đầu thấy cố ngôn đứng ở đằng xa dưới gốc cây mỉm cười nhìn giang phi vi xong đời giang phi vi chỉ cảm thấy hình tượng của mình hoàn toàn sụp đổ cố ngôn thấy giang phi vi ngây người bước nhanh đến trước mặt nàng thích hoa này giang phi vi mới vừa rồi còn dương nanh múa vuốt trong nháy mắt ngoan ngoãn vô hại giống như con thỏ cũng không hẳn là thích hôm nay ta đi ngự hoa viên thấy có vài cây hồng sơn trà nở không tệ, ngày mai để cho người ta đưa tới cho nàng. Cố ngôn đưa tay khiêm tốn nắm tay sau lưng Giang Phi Vi, còn chưa dùng bữa sau, mau vào đi, ta cùng nàng. Trung tường ráng giữ lấy thể diện, âm dương quái khí nói, hôm nay cố ngôn đốc công làm sao lại không hầu hạ bên cạnh hoàng thượng, ngược lại chạy về Nguyễn Ngọc ôn hương, rồi. Nguyễn Ngọc ôn hương, Ngọc và hương dùng để ẩn dụ phụ nữ, cả câu để diễn tả một người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng. Nghe nói trước đó vài ngày tiểu công tử ngụy Gia có đến hòe hoa cát, thế mà đối với một vũ cơ thích mặt Thúy Y, vừa gặp đã yêu, hàng đêm đều đến. Cố ngôn chỉ đáp một câu nói kia của Trung Tường, Thúy Y, y phục màu xanh như ngọc phỉ Thúy, nghe xong câu nói này, sắc mặt Trung Tường trong nháy mắt so với cải trắng ướp ba ngày còn khó nhìn hơn, ngay cả khi thái giám trong nội viện xô hắn ta ra ngoài cũng không có phản bác, một tiểu thái giám mở miệng nói, việc ân ái của đốc công chúng tôi và giang cô cô đây, đâu phải là những nữ nhân song phấn dùng để tiêu khiển, mua vui mà các ngươi chỉ có thể tìm thấy ở ngõ hẻm có thể đem ra so sánh chứ. Trung công công vẫn nên nhanh đến hòe hoa các xe một chút đi, chậm thì, ngay cả tiêu khiển cũng không có rồi. Giang phi vi ngoan ngoãn cùng cố ngôn trở về phòng, cố ngôn thấy nàng ngượng ngùng rụt đầu lại, biết nàng thẹn thùng bèn nín cười nói với nguyễn an các ngươi lui xuống đi chỗ này để ta nguyễn an lên tiếng trả lời liền lui ra chỉ để lại hai người trong phòng cố ngôn thấy giang phi vi còn đứng nhẹ nhàng hạ âm thanh ngồi xuống ăn cơm mấy ngày trước tạm thời bỏ qua chờ thêm khoảng thời gian nữa ta tìm người giỏi nấu cơm đến giang phi vi thấy dáng vẻ nhẹ nhàng của hắn quanh co nói ta phi vi hôm nay nàng giúp ta ra mặt ta rất vui vẻ thật đó Cố ngôn giọng nói ấm áp ngăn cản nàng xấu hổ, chỉ là về sau để đám người Nguyễn An đi ứng phó là được, không cần nói chuyện với hắn. Giang Phi Vi hít một hơi thật sâu, chàng, chàng sẽ không cảm thấy ta có chút, càng rỡ. Dù sao ta cũng không phải tiểu thư khuê cát. Nhưng cũng tại vì hắn chế dễu chàng, ta mới như vậy, ngày thường ta đối xử với mọi người không phải thế đâu. Chính là ta thích nàng càng rỡ như vậy, đây mới là người của cố ngôn ta. Cố ngôn thấy mắt nàng trong nháy mắt sáng lên, tiếp tục cười nói, ta không thích nàng đè nén tính cách của mình. Nếu nàng đã chọn đi theo ta, ta sẽ cố gắng hết khả năng của mình để nàng trải qua những ngày tháng tự do thoải mái, vui sướng. Nếu là bọn họ lại tìm nàng gây phiền phức, khi đó để ta giải quyết. Hắn một mực cảm thấy Giang Phi Vi không phải cô nương bình thường, trên người nàng có một loại, cảm giác thoải mái, là nữ tử mà cả cuộc đời hắn ngay cả gặp chưa từng thấy qua, chính mình quá đê hèn, ở thời điểm người khác không hề phát hiện ra đã một mình đoạt lấy phần hào quang này, Giang Phi Vi dễ dụ, việc này không có quá chú ý, theo hướng cố ngôn không thèm để ý lập tức biến mất, cố cẩn kia là đối thủ một mất một còn của chàng đúng không? Hừ, cuộc đời mình không như ý lại quay ra chán ghét người khác. Cố ngôn thấy mắt của nàng linh động, Phi Vi, nàng thích hài tử sao? Hắn đúng thật không có cách nào cho nàng một đứa bé, Giang Phi Vi nghĩ một chút, mới nói ra, nói như vậy, ta thích tiểu hài tử nhà người khác. Tiểu hài tử đối với ta mà nói chỉ có thể nhìn từ xa. Cho bọn hắn mặc áo quần xinh đẹp, ăn ngon, cùng vui đùa, vẫn là hài tử nhà người khác đáng yêu nhất. Giang Phi Vi khoát tay, nhưng nếu là hài tử của mình, trước đó nữ tử phải chịu nỗi khổ sinh đẻ, dưỡng dục mệt mỏi, trách nhiệm dạy bảo, người như ta, sợ là hài tử vừa khóc thì không biết làm sao giải quyết mất. Cố ngôn cho rằng Giang Phi Vi đang an ủi mình, lại thương tiếc nàng chưa được phụ mẫu che chở, mới có lời hờn dỗi này, nếu như nàng muốn chơi cùng hài tử, chờ tòa nhà phía ngoài bố trí ổn thỏa, ta để nàng tìm hai người thân bên cạnh. Hắn thấy ánh mắt hoài nghi của Giang Phi Vi quan tới, lập tức nhảy bén bổ sung nói, có thể đến ấu cục thu dưỡng, hoặc là hài tử của người nghèo nuôi không nổi. Hắn trên miệng nói như vậy, trong lòng lại không phải tính toán thế, thái giám có quyền thế tiền bạc, những gia tộc im đảng kia nếu là có dòng giỏi phồn thịnh, tìm đứa bé nuôi không phải việc khó. Trong đầu hắn đã lướt qua mấy gia đình không tệ, tốt nhất là thư hương, môn hộ, thư hương, nhà dòng giỏi nho học, không muốn. Giang Phi Vi không đồng ý suy tính của cố ngôn, trực tiếp cự tuyệt, ta cũng không phải là người có thể chăm sóc tốt tiểu hài tử. Không cần nàng chăm sóc, ta sẽ mướn hai người nhũ mẫu chăm sóc chính, trọng điểm không phải ở chỗ này. Giang Phi Vi thu lại thần sắc đùa giỡn trên mặt, chăm chú nói, ta không có tư cách tùy ý trở thành mẫu thân của ai. Có hài tử, ta không nhất định sẽ vui vẻ, nhưng không có hài tử, cuộc đời của ta sẽ không thiếu thốn. Cuộc đời ta không phải việc khi có hài tử mới trở nên hoàn chỉnh. Ánh mắt Giang Phi Vi như trong suốt, thế nhưng từ khi gặp phải chàng, ta mới nghĩ tới cả đời thật tốt. Nàng luôn tùy tiện nói ra lời nói nặng nề như vậy, để rồi chính mình không biết làm sao, cố ngôn cảm thấy ngực đau, khó mà kiềm chế hắn nhất thời ngây ngẩn cả người dù cho là lời nói suông gì cũng đều không thể thốt ra giang phi vi thấy hắn vờ ngớ ngẩn có lòng tốt đùa hắn nàng bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt thương cảm chàng cứ nói chuyện hài tử làm cái gì có phải chơi ta phiền hay không muốn tìm cho ta chút chuyện làm rồi đem ta đuổi đi không có chuyện đó cố ngôn nghe nói như thế suy nghĩ rời rạc vội vàng kéo về hắn chợt nhìn về phía giang phi vi đang muốn giải thích chợt thấy khuôn mặt đè nén nụ cười của Giang Phi Vi, cố ngôn thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu, đừng dọa ta như thế. Thay vì chàng cân nhắc những thứ này, sao không trở về nhiều cùng ta ăn mấy bữa tối. Giang Phi Vi kẹp đổ thức ăn, hương vị cũng không tệ lắm, ngày kia để chàng nếm thử tay nghề của ta. Đồ ăn cũng lạnh rồi, ta kêu Nguyễn An làm lại từ đầu. Giang Phi Vi lắc đầu, không cần, ngược lại là bên kia tới phiên chàng trực không sao chứ không có việc gì ta để cố cung trông coi rồi lúc đầu cũng muốn trở về nói chuyện với nàng cố ngôn đưa tay cầm đôi đũa của giang phi vi chuyện xuất cung ta đã sắp xếp xong xuôi đến lúc đó ta cùng nàng về hầu phủ từng ta có chuyện muốn làm ôi mấy người có nghe nói không hôm nay tam cô nương muốn trở về ôi còn có chuyện thế này nàng ta còn trở về làm cái gì hậu phủ chúng ta vô duyên vô cớ vì nàng ta chịu ít nhiều mắng nhiếc lắm rồi. Cũng không thể nói như vậy, nếu không phải lão gia chọc giận hoàng thượng, thường ma ma đi ngang qua đình viện, thấy mọi người không làm việc mà trái lại tập hợp một chỗ, tiến lên mắng, đều nói luyên thuyên cái gì. Nếu không có việc gì làm thì trở về nhà đi, hậu phủ cũng nuôi không nổi người rảnh rỗi. Bà Nhìn đám nha hoàng thư thất rời đi, thở dài, vội vàng tiến đến hướng thọ an đường, trong thọ an đường bầu không khí ngưng trọng, biểu cảm trên mặt đám người kia cũng không dễ nhìn lắm, thường ma ma tiến lên hành lễ, lão phu nhân. Xem chừng thời gian còn một chén trà đã đến, Lan Thị nhịn không được mở miệng, lão phu nhân, người thật sự muốn để Giang Phi Vi đi vào sao? Mặt hầu phủ chúng ta còn để nơi nào? Cũng bởi vì chuyện của nàng ta, hôn sự của Ngọc Thanh cũng im ngay. Giang Viễn Hồng quát lớn, Lan Thị hừ lạnh một tiếng, ngài suốt ngày không ở nhà ngọc thanh cũng không quan tâm đương nhiên cảm thấy không quan trọng rồi tất cả ngừng ồn ào đi lâm lão phu nhân ấn đầu nói cho cùng là hầu phủ chúng ta bạc đãi phi vi hôm nay người ta trở về nên đón thì không thấy rồi người ngoài nói chúng ta thế nào bà ta nhìn về phía khuôn mặt mệt mỏi của giang trì lăng trì lăng ngày xưa nàng ta nghe ngươi nhất ngươi hôm nay phải trấn an nàng ta tốt mới đúng còn cố ngôn đốc công kia chúng ta không đắc tội thì cũng thôi đi. Giang Trì Lăng thầm cười khổ, Phi Vi chịu nghe mình. Sợ người mà nàng không muốn thấy nhất là mình, trước khi một cỗ xe ngựa tinh xảo hoa lệ chạy tới trung cần hầu phủ, cố ngôn đi đầu xuống xe, lại đỡ giúp Giang Phi Vi xuống, cẩn thận. Vì cùng Giang Phi Vi về hầu phủ, cố ngôn cũng không mặc quan phục nội sử, mà là mang một thân phục nhạt màu, đem phần lạnh lẽo toàn thân hắn che mấy phần phản phất như công tử đọc sách bình thường, Giang Phi Vi lại là một thân vạt áo màu đỏ bạc, sắn một kiểu tóc phụ nhân, mũ trùng đầu che búi tóc, đi lại ở giữa, Ngọc Đinh khảm vàng đang ung dung lắc lư, thân nữ nhi mềm mại bị ẩn giấu đằng sau lớp quần áo cùng trang sức lộng lẫy, càng tô điểm thêm cho khuôn mặt tinh xảo của nàng, thái giám còn lại đều mặc chỉnh tề, bưng lấy hộp quà đứng ở phía sau lưng, trong mắt người ngoài. Bọn họ phản phất y như phu thê bình thường về thăm bố mẹ, Giang Phi Vi thấy cửa chính hầu phủ, đột nhiên có loại cảm giác như đã qua mấy đời, nàng cười kéo cố ngôn đứng sau lưng dắt đến vị trí phía trước cùng nàng sóng vai, theo giúp ta vào đi, khả năng đây cũng là lần cuối cùng ta tiến vào trung cần hầu phủ, 45, của hồi môn, vẫn là chấm dứt từ sớm là tốt, Giang Trì Lăng nhìn thấy Giang Phi Vi ăn vận hoa lệ, có chút ấy nấy tiến lên đón, Phi Vi, Giang Hầu Gia. Giang Phi Vi bình tĩnh nói, Giang Trì Lăng nghe thấy cách nàng gọi mình, cố gắng duy trì vẻ mặt vui tươi nhưng cuối cùng cũng thay thế bằng sự hổ thẹn, con, không muốn gọi ta là phụ thân rồi sao? Giang Phi Vi lẳng lặng nhìn ông, nàng ban đầu còn cho rằng mình sẽ khổ sở, nhưng thật sự khi đi đến bước này, nàng lại có cảm giác giải thoát, lớn lên ở cô nhi viện nên nàng luôn khát vọng tình thương của cha mẹ, vì thế khi nàng gặp được Giang Trì Lăng, nàng gần như bị sự sung sướng che mờ hai mắt, thật ra có thể manh mối đã xuất hiện từ sớm nếu mình là con gái mà ông yêu quý vậy việc mình bị bắt nạt ở hầu phủ vì sao ông chưa từng tỏ thái độ nàng đột nhiên nhớ đến lúc mình rời khỏi cô nhi viện viện trưởng đã nói vài lời như này những đứa trẻ như các con vì không biết xây dựng tình cảm như thế nào cho nên mới khao khát tình cảm nhưng có lúc con toàn tâm toàn ý đối xử tốt với một người nó không có nghĩa là con có thể có được người đó có lẽ những tình cảm đó là tất cả với con nhưng đối bọn họ mà nói lại là thứ không đáng một xu nàng đột nhiên ý thức được bản thân mình thì ra cũng là một người ích kỷ việc mình lựa chọn cố ngôn chẳng phải vì đây là một lựa chọn an toàn sao phi vi làm sao vậy cố ngôn thấy nàng thất thần hắn cẩn thận đi đến hỏi nhỏ bên tai nàng không có gì giang phi vi trả lời qua quyết tự đi vào trong viện cố ngôn khẽ nhíu mày hắn đang định đuổi theo giang phi vi thì giang trì lăng từ bên cạnh đi đến ngăn cản hắn ánh mắt cố ngôn nhìn giang trì lăng như là hận chính mình không thể xé nát hắn vậy nhưng trên mặt vẫn treo nụ cười, thấp giọng hỏi, Giang Hầu Gia, có việc gì sao? Giang Trì Lăng nhìn khuôn mặt thanh tú của hắn, chỉ cảm thấy ẩn giấu trong nụ cười này là tâm tư ác độc như rắn rết, người khác không biết. Nhưng ta thì biết ngươi ở Nam Kinh. Có phải là ngươi sớm đã có ý với Giang Phi Vi đúng không? Cố ý làm hoàng thượng ban hôn cho ngươi. Nếu Giang Phi Vi nghe thấy, nhất định đi ra khẽ nói là mình động tâm trước. Cố ngôn nghĩ như vậy lại không nhịn được công khóe môi, ta hỏi ngươi đấy, ngươi cười cái gì? Giang trì lăng chỉ cảm thấy chán ghét, hầu gia hỏi ta. A, à, không sai, ta quả thực là có ý với phi vi từ sớm, còn về hoàng thượng, ta làm sao có đủ năng lực thuyết phục hoàng thượng được chứ? Giang trì lăng chỉ cảm thấy sôi máu lên nào, đám hoạn quan này làm nhiễu loạn triều cương, chỉ tội cho thuận thiên đế sớm đã bị bọn chúng lừa gạt. Những ước nguyện mà hắn muốn còn không phải là đạt được dễ như trở bàn tay sao ngươi đồ hoạn quan vô sĩ giang hầu gia ông nói gì với phu quân của ta vậy giang trì lăng hốt hoảng xoay người liền thấy giang phi vi đang cau mày ông cuốn quyết nói phi vi tên hoạn quan này vừa mới thừa nhận hắn đã có ý nghĩ không an phận với con từ sớm con bị bắt gã cho hắn nhất định là do hắn gây khó dễ từ bên trong độ ấm còn sót lại trên mặt giang phi vi hoàn toàn biến mất nàng lạnh lùng nói với Giang Hầu Gia, Giang Hầu Gia, tất cả không phải là do ông ban tặng sao. Thay vì người đem sai lầm của mình đẩy lên người khác để tìm kiếm sự an ủi, không bằng nghĩ như thế nào ứng phó ngụy Hoàng Hậu đi. Giang Phi Vi nói xong, kéo cố ngôn đi thọ an đường, Giang Trì Lăng nhìn hai người rời đi, khó khăn bước theo mới miễn cưỡng đuổi kịp hai người trong thọ an đường. Mọi người nhìn thấy Giang Phi Vi và cố ngôn đi vào, sắc mặt mỗi người mỗi khác, dường như Giang Phi Vi không chút để ý, vấn lễ như thường với lâm lão phu nhân, thỉnh an lão phu nhân. Con ngoan, đứng lên đi. Lâm lão phu nhân cười đánh vỡ bầu không khí ngượng ngập trong phòng, Giang Vân Lan đi lên muốn đỡ Giang Phi Vi, nhiệt tình giống như lần đầu tiên nàng ta gặp Giang Phi Vi vậy, muội muội mau đứng lên đi, Giang Phi Vi lại nhẹ nhàng tránh tay nàng ta, chúng ta hiện giờ đã không phải là người một nhà, tỷ tỷ không cần lại làm bộ thân quen với ta đâu. Nụ cười của Giang Vân Lan cứng ngắc, muội muội nói linh tinh gì vậy? Nói linh tinh. Việc tỷ tỷ làm ở tướng quốc tự, ta còn chưa kịp tìm ngươi tính sổ đâu. Giang Phi Vi. Ngươi vừa trở về liền ầm ĩ khiến mọi người không thoải mái là muốn làm cái gì đây? Lan Thị thấy dáng vẻ vân đạm phong kinh của Giang Phi Vi liền tức giận. Ngươi có biết hay không bởi vì ngươi nên mới khiến việc mai mối của tỷ tỷ ngươi bây giờ có rất nhiều khó khăn. Giang Viễn Hoàng vẫn nộ quát, đủ rồi đừng hồ nháo nữa ngươi một cái nữ tắt chồng con thì biết cái gì ta không biết được vậy ngươi giải quyết việc hôn sự của ngọc thanh đi ngươi suốt ngày không về nhà đại phòng xảy ra chuyện lại muốn nhị phòng chúng ta chịu trách nhiệm lan thị vung khăn làm bộ bụng mặt sắp khóc thím không cần sốt ruột nói không chừng nhị phòng các ngươi cũng không tốt đẹp gì giang phi vi lạnh lùng liếc nàng ta một cái ngươi nói lời này là có ý gì lan thị nháy mắt dừng việc giả khóc sắc bén nói giang phi vi không hề để ý tới nàng ta mà là quay ra nói với lâm lão phu nhân lần này con về hầu phủ là có ba việc thứ nhất những người hầu trong viện của con trước kia hôm nay con muốn đưa đi lâm lão phu nhân gật đầu không phản đối nói cái này không khó lan thị ngươi lấy khế ước bán mình của chúng đưa cho phi vi đi không cần đâu lúc trước thím đã đem khế ước bán mình cho con rồi Lan Thị hừ một tiếng, nếu không phải con tiểu tiện nhân này dở trò lừa bịp, nàng sẽ không vô duyên vô cớ dễ dàng đưa khế ước cho nàng ta như thế. Giang Ngọc Thanh nói mỉa, dáng vẻ của tỷ tỷ thật lớn đấy, vào cung làm cung nữ còn muốn người hầu kẻ hạ sao? Ngay cả một ánh mắt Giang Phi Vi cũng không thèm cho nàng ta, nói, chuyện thứ hai, của hồi môn của mẫu thân, con muốn mang đi. Lời vừa nói ra, sắc mặt Lan Thị thay đổi trong nháy mắt, ngươi sao ngươi lại không biết xấu hổ nhắc đến của hồi môn? Ta sao lại không biết xấu hổ? Nói đến cùng thì đây là việc của đại phòng, liên quan gì đến nhị phòng? Giang Phi Vi nhìn dáng vẻ khẩn trương của nàng ta, giống như bừng tỉnh đại ngộ nói, thím không nhắc thì ta cũng quên, của hồi môn của mẫu thân từ trước đến giờ vẫn luôn là thím giữ đi. Lan Thị nhìn ý cười nơi khóe miệng nàng, tim tức khắc lạnh một nửa. Nàng cố ý, nhất định là cố ý, trước đó nàng vì trả thù việc mình tính kế chuyện hôn nhân của nàng cố ý nói tới chuyện của hồi môn nhưng nhiều năm như vậy hầu phủ có nhiều chỗ cần dùng bạc đến thế lão phu nhân lại không chịu giao quyền cho mình chính mình chẳng qua là không còn biện pháp nào chỉ đành phải lấy của hồi môn của cố vân yên đi cầm sao dù sao đều để không ở trong kho ai mà nghĩ đến giang phi vi lại được tìm trở về hầu phủ nàng ta lúc ấy đã có tâm tư cảnh giác nhưng quả thực không thể bù đủ số bạc lại chỉ chuột về được một bộ phận rất nhỏ thôi. Lần trước Giang Phi Vi có nhắc tới chuyện của hồi môn, làm nàng ta sợ tới mức bán không ít trang sức vàng bạc của mình nhanh chóng bù vào, nàng ta cũng đã nghĩ xong nên giải thích. Như nào để thoái thác việc của hồi môn bị thiếu đi rồi, may mà Giang Phi Vi được triệu vào cung, cứ tưởng rằng nàng không về được, tiệm bạc lại dục gấp. Nàng ta liền mang một phần của hồi môn đi cầm, nhưng chuyện Giang Phi Vi về hầu phủ buổi sáng hôm nay mới được truyền đến, nàng ta căn bản không thể kịp phản ứng, Lâm lão phu nhân không biết bí mật giấu kín trong việc này, quay đầu hỏi Lan Thị, lần trước không phải ngươi làm kiểm toán sao? Lâm Lão phu nhân vì hôn sự của Vân Lan mà đẩy Giang Phi Vi vào hố lửa nên lòng vô cùng ấy nấy. Giang Phi Vi bằng lòng ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện đã là chuyện ngoài dự kiến của bà ta, của hồi môn vốn cũng là của cố Vân Yên, đưa cho Giang Phi Vi đều hợp tình hợp lý. Lan Thị ấp úng nói, ta, ta, Giang Phi Vi khẽ cười một tiếng, thím, Ngươi không phải là không lấy ra được chứ? Ngươi đừng ngậm máu phun người. Ta chính là trưởng bối của ngươi. Trong sách chính là Giang Vân Lan vạch Trần Việt Lan thị lấy của hồi môn của đại phòng đi cầm cố. Hôm nay Giang Phi Vi tới chính là muốn vạch trần chuyện này ra. Đáng tiếc mình vào cung mấy ngày, không thể chuẩn bị đầy đủ, không bắt được Lan Thị mang đồ đến cửa hàng nào cầm cố rồi. Những chuyện liên quan đến Trung Cần hầu phủ làm nàng đều cảm thấy vô cùng ghê tởm, vẫn nên chấm dứt từ sớm mới tốt hôm nay cho dù xông vào nhà kho cũng phải đem chuyện nói rõ ràng. Giang Phi Vi đứng dậy, nếu thím không lấy ra được, vậy chúng ta đến nhà kho xem. Ngươi, ngươi là đứa con gái đã gả ra ngoài, còn gả cho Hoàng Quang. dựa vào cái gì mà dám đi vào nhà kho của hầu phủ nhà chúng ta, ngộ nhỡ là tham tiền bạc của hầu phủ, đến lúc đó, Lan Thị vẫn đang giảo biện, Giang Phi Vi đang muốn nói lại, lại bị cố ngôn luôn trầm mặt nãy giờ đè bả vai lại, cố ngôn tựa như trấn an mà vỗ nhẹ vào bả vai nàng, nhưng lúc xoay người nhìn về phía đám người cố gia, ánh mắt lạnh như băng, chúng ta dù sao cũng nhận sự ủy thác của vạn tuế gia chăm sóc giang tiểu thư, cho nên tiện thể mấy ngày nay đã phái thuộc hạ điều tra, thế mà lại. Tra ra được một số đồ khá thú vị. Hắn phất tay, tiểu thái giám ở đằng sau cung kính bê một cái cái hộp nhỏ đưa đến trước mặt giang trì lăng, mời hầu gia xem qua. Giang Trì Lăng có chút nghi ngờ nhưng vẫn là mở hộp ra, chỉ thấy ở bên trong là một cặp trâm cài tóc, Cố Ngôn nhìn vẻ mặt hoài niệm của ông, ý cười đậm thêm ba phần, Giang Hầu gia nhìn khá quen mắt nhỉ. Đây là đồ khi Vân Yên và ta thành thân, đã đeo. Giang Hầu gia chậm rãi nhắm hai mắt lại, ông đã đoán được ra gì đó, đây là vật mà Cố phu nhân đã đeo trong ngày đại hôn, nhất định là vô cùng trân quý, vì sao lại để người của ta tìm thấy ở hiệu cầm đồ vậy? mọi người đều nhìn về phía Lan Thị, Lan Thị hoảng loạn nói, chắc, chắc là người trong phủ. Người trong phủ trộn đi. Phi Vi ngươi xem. Lần trước ngươi không phải là bắt được không ít trộn ở trong phủ sao? Lần này nhất định là vậy, ôi. Cố ngôn thấy Giang Phi Vi cay chặt mày lại, thở dài, tiếng của hắn không lớn nhưng làm bầu không khí trong phòng nháy mắt yên tĩnh lại. Cố ngôn nhìn một vòng những người đang trầm mặt, vòng tay sau lưng, vài tên thái giám mà hắn mang đến tức khắc mạnh mẽ xông vào thọ an đường trúc thanh kiếm dắt ở bên hông chỉ thẳng vào lan thị biến cố này khiến vòng tay phật châu trong tay lâm lão phu nhân rơi xuống đất lan thị hét lên một tiếng vội vàng trốn sau lưng giang viễn hoàng giang ngọc thanh tức khắc khóc to giết giết người rồi một tên thái giám đi lên phía trước một cây kiếm đặt trên cổ giang ngọc thanh giang ngọc thanh nháy mắt sợ tới mức không dám phát ra tiếng giang vân lan phản ứng lại vội vàng nói với Giang Phi Vi, Phi Vi, chúng ta tốt xấu gì cũng là người một nhà, có cái gì thì từ từ nói chuyện, cố ngôn liếc mắt một cái cắt ngang lời của Giang Vân Lan, chúng ta ghét nhất phiền phức, rõ ràng chỉ cần thời gian nửa chén trà nhỏ có thể giải quyết xong việc, nhưng các ngươi mỗi người nói một chút thành ra vấn. Đề nhỏ bé này kéo dài nửa canh giờ. Chỉ cần Lan Thị ngoan ngoãn lấy của hồi môn ra, người hầu phủ các ngươi ngoan ngoãn xem qua một phen, vậy thì mấy thanh kiếm này tự nhiên sẽ nghe lời. 46. Kiểm kê hắn đã chuẩn bị những thứ này từ khi nào hay? Giang Viễn Hoành nhìn về phía đại ca của mình, hy vọng ông có thể tỏ thái độ khuyên nhủ Giang Phi Vi, nhưng Giang Trì Lăng lại chỉ sững sờ nhìn theo hướng cái hộp kia. Giang Viễn Hoành cắn răng, túng lấy Lan Thị trốn sau lưng mình, còn không mau giải thích rõ ràng cho mọi người. Lan Thị bị hắn đẩy ngã xuống đất, nước mắt trong phút chốc ngày càng nhiều, bà ta biết Giang Viễn Hoành sẽ không cứu mình vội vàng giãy dụa kéo vạt áo lâm lão phu nhân, lão phu nhân, lão phu nhân. Người cứu nhi tức, con dâu, đi. Nhi tức nhiều năm như vậy vì hầu phủ tận tâm tận lực, nhưng hầu phủ chúng ta chi tiêu lớn, con thật sự không có biện pháp nên mới đi con đường này. Bà ta rơi lệ nhìn về phía Giang Phi Vi, Phi Vi, ngươi tuổi còn nhỏ nên không biết hầu phủ chúng ta rất khó khăn. Muốn làm cho bạc chỉ có tăng không giảm đành phải dùng cách đó. Ngươi ở hầu phủ sống không lâu, nhưng ăn mặc chi tiêu lại tốt đến vậy. Bên trong, bên trong cũng có của hồi môn của mẫu thân ngươi chống đỡ. Bà ta nói không biết xấu hổ, Giang Phi Vi đang muốn phản bác, cố ngôn lại nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, lắc đầu, lâm lão phu nhân nhìn, lại cho rằng hai người không muốn làm lớn chuyện, mềm giọng nói, Phi Vi chắc ngươi cũng biết hai năm trước thiên tai, rất nhiều cửa hàng của hầu phủ quả thật thu hoạch không tốt, thẩm ngươi lừa ta nói là mượn bạc từ mẫu gia, hôm nay hay như thế này đi tổ mẫu làm chủ cho ngươi kiểm tra lại một lượt mất bao nhiêu thì lấy từ tư khố của ta ra bù lại thế nào thanh danh trung cần hầu phủ mấy ngày gần đây vốn không tốt nếu lúc này truyền ra của hồi môn của nhi tức đã mất có thể đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương nguyên văn là tuyết thượng giá sương chỉ việc đã khổ lại càng thêm khổ bất luận thế nào vấn đề này phải được giải quyết triệt để giang vân lan có chút khẩn trương lão phu nhân nàng ta thay Lan Thị quản lý trung quỷ, nội trợ, một đoạn thời gian, đối với những quan ải này lại rõ ràng hơn. Chút tư khố của lão phu nhân, làm sao có thể bù đắp thiếu hụt, nếu bổ sung cho Giang Phi Vi, của hồi môn của nàng ta cũng ít nhiều phải đi theo, Giang Phi Vi nghe đến đây, một lần nữa ngồi xuống, vậy thì kiểm đi, cố vân yên năm đó gã đến hầu phủ, cố phủ sợ bà sẽ vì thân phận không bằng hầu phủ mà bị bắt nạt, đồ cưới có thể nói là xa hoa đến cực điểm, nếu không Lan Thị cũng sẽ không nhờ việc dùng những đồ cưới này mà chi tiêu nhiều năm như vậy. Sau khi xảy ra chuyện, lấy tài lực của bà ta, tự nhiên không đủ để bổ sung. Lão phu nhân còn nói cái gì mà Lan Thị mượn bạc từ mẫu gia nhiều năm như vậy, ngược lại không biết Lan Thị đã bổ sung cho Lan gia bao nhiêu. Các nô tỳ hầu phủ xô đẩy lẫn nhau không dám nhúc nhích, cố ngôn cười nói, xem ra lão phu nhân sợ là không sai xử được người rồi nhỉ. Lâm lão phu nhân làm trưởng bối, chưa từng chịu qua tức giận đến mức như vậy. Nhưng bà ta đúng thật là sợ vị thái giám không biết trời cao đất rộng này làm lớn chuyện, bà ta vỗ bàn một cái, thường ma ma. Ngươi tự mình kiểm đi. Thường ma ma lĩnh mệnh, lại kéo dài thêm nửa canh giờ, đồ cưới của cố vân yên mới thưa thất chuyển đến trong viện, ngoại trừ các vật lớn như giá giường, y lung, lồng quần áo, trương gỗ liêm, còn lại kim ngân khí cụ quý giá, đồ vật trân bảo gì cũng đều bị mang ra ngoài giang trì lăng nhìn những thứ này trong lòng đã có kết luận đúng là ít hơn lúc vân yên gả cho ông dụng cụ vàng bạc nhiều năm như vậy hắn chưa bao giờ nghĩ tới phi vi có thể trở về tự nhiên cũng chưa bao giờ hỏi qua mấy thứ này ngược lại cung cấp cho lan thì chỗ trống tiện nghi tức phụ này của nhị đệ quả thật không được tốt lắm cố ngôn từ trong ống tay áo lấy ra một phong thư đây là danh sách của hồi môn chúng ta lấy từ cố phủ năm đó hầu phủ cũng tự mình xác nhận qua Lâm lão phu nhân, ngài nhìn qua. Giang Phi hơi kinh ngạc nhìn về phía Cố Ngôn, hắn chuẩn bị những thứ này từ khi nào? Nàng chỉ nói cho Cố Ngôn biết ba người hầu của mình còn đang ở Cố phủ, nàng muốn đem khế ước bán thân đưa cho bọn họ, để cho bọn họ có thể sống cuộc sống như ý mình. thường hắn bận rộn chỉ hầu hạ hoàng thượng đã đủ mệt mỏi vì thế nàng càng không muốn hắn bận tâm nhiều thứ nhưng hắn lại chuẩn bị nhiều như vậy từ chứng cứ lan thị cầm đồ đến danh sách của hồi môn năm đó của mẫu thân hắn đoán được mình muốn làm gì sao lâm lão phu nhân thở dài kiểm kê đi kiểm kê lúc này đã không quan trọng càng không thể so sánh với danh sách lễ vật thật dài kia sắc mặt lâm lão phu nhân lại thêm đen đây chính là dù có đem thân thể của bà ta bồi thường toàn bộ vào số thiếu hụt đó cũng không đủ hầu phủ mấy năm gần đây càng ngày càng suy thoái chỗ dùng bạc cũng nhiều bà ta cũng dùng không ít tiền bạc của mình nhưng của hồi môn của cố vân yên còn thiếu nhiều như vậy nếu nói lan thị toàn bộ dùng cho hầu phủ bà ta nhất quyết không tin bà ta nhìn lan thị đáng thương nhìn về phía mình chỉ cảm thấy trong lòng nghẹn một hơi hận không thể không giúp lan thị trả lại ước chừng qua nửa canh giờ thường ma ma lau mồ hôi trên trán chống ánh mắt mọi người cẩn thận báo cáo lão phu nhân tất cả đều kiểm kê một lần đúng là có thiếu lâm lão phu nhân tiếp nhận lễ đơn vừa nhìn vừa choáng thiếu gần một nửa cái này mà được gọi là thiếu sao nhưng chuyện đã đến nước này bà ta chỉ có thể tiếp tục nói tiếp phi vi ngươi yên tâm những thứ này hầu phủ chúng ta đều sẽ bổ sung đủ cho ngươi giang phi vi lại tránh lời con muốn đi gặp cha mama trước. Ồ, được rồi. Ngươi đi đi. Lâm lão phu nhân thở vào nhẹ nhõm. Nói thật hiện tại bà ta nhìn Giang Phi Vi liền có chút sợ hãi. Giang Phi Vi khéo léo từ chối người hầu đi theo. Chỉ đi cùng cố ngôn đến chỗ ở đã quên của mình. Chàng đã chuẩn bị những thứ này từ khi nào vậy? Lúc trước ra hầu phủ, thuận tay chuẩn bị. Cái đuôi của Lan Thị xử lý không sạch sẽ. Rất dễ ra. Cố ngôn thấy nàng không tiếp lời. Cẩn thận nói ta đã quen bố trí trước nếu nàng không thích thì sau này ta sẽ hỏi ý kiến của nàng trước nếu là chàng chàng sẽ đem chuyện này buông tha như vậy sao cố ngôn cơ hồ đáp không chút do dự không ta lại không thiếu số tiền bạc kia thứ ta thiếu là khẩu khí mới đúng giang phi vi nhịn không được nở nụ cười cố ngôn thấy nàng cuối cùng cũng vui vẻ lên bất chợt mỉm cười theo nói phi vi nàng muốn quyết định như nào cũng được nàng muốn tha thứ cho bọn họ thu bạc của lâm lão phu nhân lại ta liền coi những chứng cứ này không tồn tại. Còn nếu nàng ngược lại muốn đem những chuyện bẩn thiểu này nói ra, ta có nhiều chứng cớ, không sợ bọn họ. Hắn thật đúng là tuy không rõ chuyện gì cũng đều thay nàng suy xét, hốc mắt Giang Phi Vi không khỏi có chút chua sót, bọn họ muốn quan tâm đến toàn bộ mặt mũi hầu phủ, ta lại không để cho bọn họ như ý. Được. Ta, ta trực tiếp đi báo quan. Ai cũng đừng hồng che giấu cho Lan Thị đó là đồ của mẫu thân ta tại sao nó cuối cùng lại rơi vào túi của họ đúng vậy không nên như vậy chúng ta đi đánh trống kêu oan ta cũng không ham mấy thứ này chính là chỉ muốn thay mẫu thân ta xả giận chờ sự tình kết thúc mấy thứ này đều trả lại cho cố phủ đi ta đi an bài giang phi vi thấy hắn đối với mình một bộ dáng có cầu tất ứng bất đắc dĩ hỏi sao chàng lấy được danh sách của hồi môn từ cửu cửu vậy cửu cửu chắc hẳn không thực sự muốn gặp chàng lắm, từng, ta còn chưa nói nguyên nhân hậu quả, đã bị mắng. Cố ngôn nhịn không được thở dài, cố thanh vũ thật sự coi trọng Giang Phi Vi, hắn cũng không dám dễ dàng đắc tội, vậy làm sao chàng có được? Ta phái thập ngũ đi trộn. Cố ngôn gãi gãi đầu, nhưng cố đại nhân hẳn là sẽ sớm biết, không có việc gì. Giang Phi Vi vỗ vỗ ngực, đến lúc đó nếu cửu cửu mắng chàng, ta giúp chàng mắng lại. Hai người cười đi đến sân, đã thấy tra ma ma dẫn xuân oanh xuân yến ở cửa quan sát vừa thấy giang phi vi đến lập tức nhào tới cô nương tra ma ma nhìn giang phi vi coi như đứa con tinh thần vội vàng lau sạch nước mắt trên mặt tiểu thư không có việc gì là tốt rồi lão nô đây còn rơi nước mắt suối quẩy nhưng nước mắt của bà ấy càng lau lại càng nhiều lão lão nô nghe nói cô nương gặp chuyện không may nhưng lại tìm hiểu không được tin tức sốt ruột muốn chết nên không có biện pháp đành phải mỗi ngày canh giữ viện tử này, ta biết cô nương còn có thể trở về cho nên quét dọn sạch sẽ viện này. Giang Phi Vi trong miệng khuyên ra ma ma, tay còn lau nước mắt cho Xuân Oanh và Xuân Yến, lún cuốn tay chân một hồi lâu, ba người chưa từng nghe qua Giang Phi Vi thật sự bận rộn không tới được, quay đầu trừng mắt nhìn cố ngôn nhịn cười, tức giận nói, chàng cũng không tới hỗ trợ ta. Nàng hét lên, ra ma ma ngược lại im lặng, đây là lần đầu tiên bà thấy cô nương, tùy ý nói người khác như thế cố ngôn cười tiến lên, thân thể tiểu thư các ngươi còn chưa tốt, bớt làm phiền nàng. Thanh âm của thái giám đều mang theo sự sắc bén đặc biệt, cố ngôn vì che giấu ngày thường nói chuyện đều sẽ hạ thấp một chút, phản phất như nước chảy. Xuân Oanh và Xuân Yến thấy hắn phong thái tuấn tú, người cũng dịu dàng, lập tức lau sạch nước mắt, làm lễ cho cố ngôn, thỉnh an lão gia. Cố ngôn kinh ngạc mở to hai mắt, nhưng cũng không phủ nhận tâm tình đang tốt của mình lúc này, hắn lấy từ trong tay áo ra hai hà bao túi thưởng cho hai người để các nàng lui xuống chơi ra ma ma lại càng khẩn trương bà cúi đầu len lén nhìn kỹ cố ngôn tuy rằng người này nhìn đối với cô nương cũng không tệ lắm nhưng dù sao cũng là thái giám đấy ra ma ma không khỏi nghĩ đến chỗ ở trước kia của mình một lão thái giám vì làm sai chuyện mà bị đuổi ra khỏi cung nghe nói trước kia hắn ở trong cung cũng là quản sự thủ hạ không ít người nhưng cũng bởi vì phụng trà không làm tốt lại chọc hoàng thượng mất hứng, vì lý do tuổi tác bị đuổi ra khỏi cung, ai cũng ghét bỏ hắn, thành ra hắn không có chỗ ở, không đến mấy năm liền đi, vạn nhất, vạn nhất người này cũng không đáng tin thì làm sao bây giờ? Hơn nữa bà nghe được thủ đoạn tàn nhẫn của Cố Đốc Công này, vạn nhất hắn đối với cô nương. ramama ma ma không biết từ đâu sinh ra dũng khí, kéo gian phi vi qua, tiểu thư. Lão nô có chút chuyện muốn nói một mình với người. Giang Phi Vi gật đầu, được rồi, cố ngôn, vậy ta đi trước, thuận tiện trong phòng có vài thứ ta cũng muốn sửa sang lại. Cái khác không quan trọng, nàng cũng không muốn đồ đạc của hầu phủ, nhưng những loại vải mà cố ngôn đưa cho mình lúc trước, nàng cần mang đi, Giang Phi Vi và Tra Ma Ma cùng nhau vào phòng, Tra Ma Ma, mấy loại vải màu đỏ tươi của ta, người chuẩn bị thu lại cho con, tiểu thư. Tra Ma Ma lại nắm chặt tay nàng, người, người còn chưa để hắn chạm vào người đúng không? 47. Thu xếp ổn thỏa tạ ơn cô nương N thưởng, Giang Phi Vi chớp mắt mấy cái, hắn hiển nhiên không có chạm vào ta. A Di Đà Phật, vậy tên thái giám này coi như có chút lương tâm, tiểu thư, nhưng tuyệt đối đừng để hắn đụng ngươi. Giang Phi Vi trái lại cười, làm sao? Ra ma ma ngươi còn trông cậy ta sau khi xuất cung có thể cùng hắn hòa ly, mang theo thân thể trong sạch của ta, gả cho người khác. Cái này. Nhưng thái giám thực sự. Tra Mama, nếu không có hắn, nói không chừng bây giờ ta đã mất mạng. Trong nụ cười của Giang Phi vi lộ ra mấy phần vắng lặng, mà còn là bị Trung Cần Hầu phủ bức tử. Làm sao có thể chứ? Lão gia yêu thương người như vậy, Tra Mama không hiểu triều đình phân tranh, không biết Hầu phủ đã sớm lựa chọn hy sinh Giang Phi vi, cũng không biết những bí mật đau khổ giữa Giang Trì Lăng và Ngụy Hoàng hậu, trong mắt bọn họ, Giang Trì Lăng vẫn là một phụ thân tốt, hai người đang giằng co ngoài phòng truyền đến một trận ầm ĩ giang phi vi đi tới cửa giang đình đang xô đẩy với thuộc hạ của cố ngôn hắn là đệ đệ của ta để hắn vào đi giang đình coi như là số ít người trong hầu phủ mà giang phi vi không ghét kia ăn đình nghe thấy giang phi vi gọi hắn ta là đệ đệ ánh mắt không khỏi sáng lên hắn ta đẩy thái giám đang lôi kéo mình có chút chán ghét vỗ vỗ y phục của mình giang phi vi cười nói làm sao đệ cũng đến khuyên nhủ tỷ sao hay là thương hại tỷ Giang Đình đảo qua khí thế vừa rồi, úp úp mở mở nói ra, đệ, đệ là tới nói lời xin lỗi với tỷ tỷ. Đệ ngày đó, không nên nói xấu tô công tử, nếu không tỷ tỷ đã sớm tìm được người ở rễ, cũng không cần gả cho thái giám. Giang Phi Vi bị lời nói của hắn ta làm cho kinh ngạc, đệ nói là, so với hoàng đế ban hôn, đệ thà rằng ta gả cho tô công tử lừa đời lấy tiếng, ham tiền bạc kia. Giang Đình không có phản bác nhưng đệ cũng nghe nói chứ bà ta là tên lừa đảo thẩm mẫu tìm đến chờ hắn vào ở rễ đừng nói là thiếp vào một phòng sợ là ngay cả mạng của tỷ cũng mất rồi những thứ này giang hầu gia sẽ không làm ngơ mặc kệ dù sao vẫn có thể giải quyết thế nhưng là cũng bởi vì bỏ lỡ rồi tỷ tỷ sau này mới có biết bị người khác lợi dụng thời cơ tính kế cả cho công công giang phi vi nhìn chăm chú con mắt của hắn ta chỉ cảm thấy từ đáy lòng dân lên sợ hãi và đau lòng đối với cố ngôn tất cả những thứ này đối với nàng mà nói chỉ là lựa chọn bình thường của cá nhân có thể đối với thân ở người ở thời đại này mà nói trật tự tư tưởng khiến bọn họ nhận định rằng gã cho thái giám chính là chuyện hoang đường không cho phép tồn tại trên thế tục nếu không phải hoàng thượng trời xuôi đất khiến đem mình tứ hôn cho cố ngôn thì nàng có dũng khí chống đối trật tự này sao mà cố ngôn bởi vì cái trật tự này nhiều năm như vậy nhận lấy không ít xem thường và chửi mắng vô duyên vô cớ, rõ ràng là tỷ bị tính kế, hiện tại, hiện tại trở thành tỷ không gả sai người rồi. Không phải là lỗi của tỷ tỷ, mà là, mà là cái gì? Các người không phải là cảm thấy tỷ gả cho thái giá mất mặt sao? Giang Phi Vi lạnh lùng nhìn Giang Đình, hôm nay đệ chắc là lần đầu tiên gặp hắn. Đệ một công tử không có công danh trong người, tiếp xúc với hắn rồi sao? hắn đã làm gì chọc giận chuyện của đệ sao? Đụng chạm vào lợi ích của đệ sao? Nhưng, nhưng các lão sư đều nói, nếu đệ không tự mình nhìn thấy, mà là muốn tin lời của lão sư, vậy chúng ta còn nói cái gì nữa? Đệ, Giang Đình không nghĩ tới mình thế mà chọc Giang Phi Vi luôn luôn tính tình tốt tức giận, tỷ tỷ, thật xin lỗi, đệ nghĩ đến sau này gặp tỷ cũng không tiện, vốn là muốn nói lời xin lỗi với tỷ, ngược lại là chọc tỷ tức giận Giang Phi Vi có chút bất lực, nàng đương nhiên biết tư tưởng thâm căn cố đế này không phải mình ba hai lời nói thì có thể thuyết phục, trúc giận lên người Giang Đình cũng vô dụng, cái này cũng không trách đệ. Giang Phi Vi vỗ vỗ vai của hắn ta, đọc sách cho tốt, sớm rời khỏi cái nhà này. Đệ, đi không nổi. Giang Phi Vi gả cho Thái Giám, không có hậu duệ dòng giỏi, bản thân lại trở thành nam giới thừa kế duy nhất của hầu phủ, ngộ nhỡ có một ngày có thể. Đừng từ bỏ đệ đệ đi trước đệ là lén lút chạy ra ngoài xem tỷ tỷ nếu là bị mẫu thân phát hiện tỷ cũng biết hôm nay tâm tình bà ta không tốt giang phi vi nghĩ rồi nói đệ đừng nản chí bà ta nói không chừng có khoảng thời gian không có cách nào làm phiền đệ đưa tiễn giang đình giang phi vi thu dọn xong đồ vật cần đem đi lại gọi ra ma ma và xuân oanh xuân yến hai người vào trong phòng ta nếu là vào trong cung làm cung nữ cũng không thể mang theo các ngươi theo. Giang Phi Vi đưa đồ vật trong tay cho ba người, đây là khế ước bán thân của các ngươi, ta làm chủ cho các ngươi. Tra Ma Ma đương nhiên cảm kích vô cùng, tạ ơn cô nương ân thưởng. Xuân Oánh lại có chút không muốn, cô nương, chúng ta còn muốn đi theo cô nương. Giang Phi Vi chỉ cười sờ lên đầu của nàng ta, Tra Ma Ma, còn có một việc làm phiền bà. Giang Phi Vi đẩy hộp gấm trong tay ra phía trước, ở đây có 100 lượng bạc, còn có hai tấm ngân phiếu, lúc đầu nói chia ra cho ba người các ngươi, nhưng hai nha đầu này còn nhỏ, coi như chia bạc cho bọn họ, cũng sẽ bị người khác khi dễ. Ta nghĩ đến để hai người bọn họ đến nhà của ngươi, giao cho ngươi mang theo, giúp ngươi làm chút việc. Ra ma ma sống hơn nửa đời người, cũng chưa từng thấy nhiều bạc như vậy, chuyện cô nương giao phó, ta nhất định sẽ làm tốt. Chỉ là số bạc này cũng không cần nhiều như vậy. Tạm cầm đi, tôn tử kia của ngươi cần chữa bệnh, nếu thật sự là bạc không đủ, ta trong cung cũng không có nhanh như vậy tiếp tế ngươi. Vừa nhắc vào cung, ba người lại thương cảm, không biết lần sau gặp lại cô nương, là lúc nào. Yên tâm, nếu như rảnh rỗi, ta sẽ bảo cố ngôn mang ta xuất cung. Thu dọn xong đồ vật, Giang Phi Vi đi ra khỏi phòng, cố ngôn nhận lấy đồ vật trong tay của nàng, chỉ mang những thứ này đi sao? Ừm, không phải của ta, ta cũng không lấy đi giang phi vi vừa nói vừa đem một vật nhét trong tay của cố ngôn là hầu bao trước kia bị nàng cắt hỏng mặc dù lúc ấy bị cố ngôn tức giận nhưng nàng từ đầu tới cuối không chịu vứt đi cố ngôn một tay nâng lấy cái bọc của giang phi vi một tay cẩn thận bưng cái hầu bao bị cắt hỏng kia bộ dạng không biết làm sao ngược lại không giống dáng vẻ cố đốc công uy vũ vừa rồi ở tiền thính cố ngôn nhìn thấy dáng vẻ nhịn cười của giang phi vi có chút xấu hổ lúc ấy ta khốn nạn ta trở về tìm tú nương nhất định sẽ khâu xong giang phi vi nhíu mày cố ngôn trầm tư chớp mắt nếu không ta tự khâu giang phi vi trái lại không nghĩ tới ngươi còn biết tự mình khâu trước kia y phục hỏng thì tự chính mình tùy tiện may vá hắn không quen người khác đụng vào đồ vật của hắn được rồi được rồi đồ ngươi thôi vẫn là để ta thay ngươi may vá đi giang phi vi muốn cầm lấy miếng hầu bao bị cắt hỏng kia đi lại bị cố ngôn né tránh vẫn là ta khâu đi Giang, phi vi nhìn khuôn mặt của hắn, nghĩ đến lời của Giang Đình, lời của tra ma ma, đột nhiên nói, cố ngôn, ta không muốn chờ nữa, chúng ta bây giờ phải đi. Bên trong thọ an đường, lâm lão phu nhân đi trước tiểu bối đi sau, chỉ để lại hai huynh đệ Giang Trì Lăng và Giang Viễn Hồng, còn có Lan Thị, mẫu thân. Người không thể cứ như vậy đều cho Giang phi vi. Vân Lan và Ngọc Thanh đều đến tuổi xuất giá, nếu là của hồi môn không phong phú chẳng phải là để cho người ta chế dẻo sao. Lâm lão phu nhân nhìn Lan Thị khóc sức mướt, chỉ cảm thấy trong lòng càng buồn bã, bạc như nước chảy kia, đều bị ngươi sử dụng đến nơi nào. Nếu là chúng ta đảm nhiên không nổi những thứ này, ngươi sớm nói ra, có chút chi tiêu buông tha là được, ngươi giấu giấu giếm giếm đến bây giờ, ngược lại là liên lụy đến cả nhà. Trên mặt Lan Thị trào phúng, mẫu thân, chính người trong phòng mỗi ngày cần tổ yến, sữa trâu, hoa quả, tiêu xài cũng phải năm lượng bạc. Nếu không từ trước từ người bỏ cái này. Ngươi, như thế nào cùng mẫu thân nói chuyện? Một bàn tay Giang Viễn Hồng xông tới đập nàng ta, năm đó mẫu thân chọn ngươi làm thê tử, là nhìn trúng ngươi ôm lương cung kiệm, ngươi làm sao biến thành bộ dáng bây giờ? Giang Viễn Hồng, vậy phụ thân gật đầu đồng ý gả ta đến hầu phủ, cũng là nhìn trúng ngươi hậu viện sạch sẽ. Ta mới gả tới mấy năm, ngươi liền mang tới thất thiếp. Tiện nhân kia còn hạ sinh một nam hài. Ngươi để người khác nhìn ta như thế nào? Ngươi thật là ngang ngạnh. Giang Viễn Hồng liền buồn bực, nam nhân khác đều là tam thê tứ thiếp, làm theo gia trạch an bình, mình chẳng qua là cho nha hoàng thiếp thân hầu hạ bên cạnh danh phận, nữ nhân này làm sao ghen tị như thế, đừng cãi nữa. Lâm lão phu nhân chán ghét nhìn Lan Thị, ta ngược lại nhớ tới một chuyện, trước đó bà xuôi gia đến tiếp ta, vòng tay trong tay ta nhìn quen mắt cực kỳ hôm nay nhìn thấy danh sách của hồi môn ta lập tức nhớ tới vòng tay kia là của vân yên bởi vì bảo thạch phía trên quá rêu rao ta để nàng ta lấy lại bà ta thấy sắc mặt lan thị trong nhát mắt trở nên trắng bệch rõ ràng chính mình đoán đúng ngươi cũng đừng quên cố ngôn đô đốc kia mưu kế đông xưởng cái kinh thành này nhà ai xảy ra chuyện có thể tránh được lòng bàn tay của hắn sao nếu như ngươi biết tốt xấu lén lút bổ sung lan gia những đồng bạc kia, vẫn là trả lại tất cả. Nếu không thật sự ồn ào đến bên ngoài, thanh danh lan gia cũng không tốt đến nơi đâu. Lan thị triệt để luống cuốn, quỳ trên mặt đất, nửa ngày không nói gì, Giang Hồng Vân nói với Giang Trì Lăng, Huynh, bây giờ trong phủ cần phần bạc kia quả thật nhiều, nhất thời việc chi tiêu không đủ, Huynh có thể đi khuyên nhủ Giang Phi Vi không? Huynh nào có tư cách nói với nó những thứ này? Giang Trì Lăng cuối thấp đầu, làm sao không có tư cách, huynh là phụ thân của nàng, bạc của nàng cũng là bạc của hầu phủ, lại nói, nàng hiện tại vào cung, muốn nhiều bạc như vậy để làm gì? Sợ không phải là cố đốc công kia muốn chứ? Cũng đúng, Phi Vi trước đó lấy ra một lần của hồi môn, nhưng cũng không có đuổi theo đòi, làm sao đột nhiên cứ cương quyết như vậy? Đều nói thái giám ham của, chắc là cố ngôn đó châm ngòi. Lão phu nhân càng nghĩ càng cảm thấy bản thân đã nắm lấy được mấu chốt, nếu không hôm nay cố ngôn kia tích cực như vậy làm gì. Ngay cả lễ đan cũng đòi hỏi rồi. Giang Trì Lăng có chút chần chờ, nhưng nếu là hắn muốn của hồi môn của Giang Phi Vi, thế nào cũng là trôi chảy, sẽ không từ bỏ dễ dàng. Đúng vậy, coi như hồi môn cũng là làm lợi cho tên thái giám kia. Nhất định phải nghĩ ra biện pháp, lão phu nhân. Lão gia. Xảy ra chuyện một tên nha hoàng vội vàng chạy vào phòng tam tam cô nương đi kinh triệu doãn kia cáo trạng hầu phủ nuốt riêng của hồi môn của mẫu thân nàng bọn họ bên này còn đang bàn bạc làm sao giải quyết cố ngôn không nghĩ tới cố ngôn là hành động trước lâm lão phu nhân ném phật châu trong tay xuống bọn chúng không phải vẫn luôn ở trong phủ sao nếu như đi tại sao không ai thông báo một tiếng nô nô tỳ cũng không biết giang vân lan vẫn luôn hầu bên ngoài Nghe vậy trong lòng dân lên một nỗi bất an, nếu như Giang Phi Vi thành công, thanh danh hầu phủ cũng sẽ bị hủy. Mình còn làm sao làm chính thê tam thái tử, nàng ta hôm nay thấy dáng vẻ vui vẻ tự do của Giang Phi Vi, trong lòng không thoải mái, nhưng nghĩ lại nàng gả cho thái giám, thì cũng bình tĩnh lại, nhưng nàng cũng lưu lạc tới bước đường này, làm sao còn có thể hại mình, nhất định phải nghĩ ra biện pháp mới được. 48. Thay đổi cách phản kích làm cho hầu phủ mất mặt. Kinh triệu doãn nhìn tình cảnh dưới công đường, chỉ cảm thấy trái tim mình sắp nhảy ra ngoài, hắn nói, ngày thường quen tiếng đánh trống kêu oan, hôm nay tại sao ở phía sau công đường nghe thấy thì cảm thấy e ngại, quả nhiên là vừa đến trước công đường thì đã nhìn thấy vị diêm vương sống cố ngôn, hắn bị dọa cho sợ đến mức tim cũng muốn ngừng đập, ngày thường vị tổ tông này tùy ý chém giết, không ít người ở kinh thành bởi vì bọn đông xưởng mà đến đánh trống kêu oan, ngược lại đây là lần đầu tiên. Hắn thấy chủ nhân đông xưởng đến kêu oan ở công đường, hắn quan sát dung mạo của nữ nhân bên người cố ngôn một chút, suy nghĩ đến chuyện mấy ngày gần đây của triều đình. Có thể thấy được Diêm Vương trong chừng như vậy, chắc hẳn là tam cô nương giang phi vi của Trung Cần Hầu Phủ, kinh triệu doãn nhìn thấy đôi mắt hạnh dịu dàng của nàng, phong thái thước tha thì trong lòng không khỏi cảm thấy đáng tiếc vì nàng, bị hoàng thương ban cho một hoạn quan. Cũng là điều đáng thương, nghe nói giang hầu gia rất yêu thương nàng, thế nhưng hôm nay nàng muốn cáo trung cần hầu phủ. Chắc là hầu phủ buông tha cho nàng, tiểu cô nương thất vọng buồn phiền cho nên mới gây rối vô cớ, kinh triệu doãn nghĩ đến đây thì thở vào nhẹ nhõm. Chỉ hy vọng hầu phủ có thể ổn định chuyện nhà nhanh một chút để cho mình được yên tĩnh, ngược lại đôi chân của trung cần hầu phủ rất nhanh. Khi nhận được tin tức thì đoàn người đã tranh thủ thời gian chạy đến, Giang Trì Lăng sửa lại cảm xúc, đi đến bên cạnh của Giang Phi Vi, Phi Vi, trong lòng ngươi có điều gì không vui thì khi trở về phủ chúng ta. Sẽ nói chuyện, đừng làm loạn ở chỗ này. Giang Vân Lan cũng đi về phía trước, đúng vậy, muội muội, tỷ biết trong lòng muội khó chịu nhưng đây là chuyện riêng trong nhà, tội gì phải đến đây để nói. Xung Quanh có không ít bá tánh nghe nói Giang Phi Vi đến kêu an nên đã sớm vây lại ở đây, nghe được hai người nói như thế thì càng tò mò hơn, trong nhà có chuyện gì mà lại khiến cho một tiểu thư phải chạy lên công đường, Giang Phi Vi nhẹ nhàng cười một tiếng, có phải chuyện nhà hay không, chẳng phải vừa rồi ở trong phủ cũng đã thừa nhận hết rồi sao? Không phải mọi người đều có một đầu óc tỉnh táo hay sao? Hiệu quả lời nói nhảm của Vân Lan tiểu thư đây đúng là vẫn giống như thường. Giang Vân Lan thấy mọi người đều nhìn về phía mình thì giả vờ nâng khăn mặt lên, tỷ chỉ là muốn tốt cho muội muội. nước mắt nàng ta còn chưa rơi xuống thì Giang Phi Vi đã cắt đứt lời nói của nàng ta, tài năng diễn trò của Vân Lan Tiểu Thư cũng lợi hại như trước, có thể ta không sánh bằng ngươi, hay là nói việc chính đi. Kinh Triệu Doãn thấy ánh mắt của cố ngôn đảo qua, hắn vội vàng ho nhẹ một tiếng, người dưới công đường có điều gì oan ức. Dân nữ là nữ nhi đại phòng của Trung Cần Hầu Phủ, Giang Phi Vi. Giang Phi Vi vốn định quỳ xuống nhưng lại bị cố ngôn sách đứng lên, tầng đại nhân, thân thể Giang Phi Vi cô nương không được tốt, Thái Y nói không thể quỳ lâu nên mong ngài thông cảm đương nhiên đương nhiên kinh triệu doãn xoa xoa mồ hôi ở trên trán phi vi cô nương cần bổn quan hỗ trợ điều gì sao dân nữ cáo trạng lan nhị ở nhị phòng trung cần hầu phủ chiếm đoạt đồ cưới của mẫu thân ta buông thả hưởng lạc bù vào nhà mẹ đẻ còn chết cũng không hối cãi lan thị lớn giọng kêu lên giang phi vi ngươi ngậm máu phun người lâm lão phu nhân vội vàng nói phi vi vừa rồi ở trong phủ đã nói hết rồi của hồi môn thiếu của ngươi sẽ trả lại cho ngươi, cần gì phải đến đây làm loạn. Bà ta bày ra dáng vẻ một trưởng bối thân thiết, nếu ngươi có ủy khuất gì thì tổ mẫu sẽ làm chủ cho ngươi. Nhất định sẽ trừng phạt điêu nô dám dở thủ đoạn trộm những thứ kia. Ngươi xem, lúc trước ngươi xử một đám nô tỳ trong nhà, tổ mẫu cũng đã đuổi ra ngoài. Thật. Ra bà ta nói những câu này là muốn đem trách nhiệm đổ lên đầu đám hạ nhân trộm đồ cưới của Vân Yên đi lúc trước giang phi vi bắt không ít kẻ trộm chuyện này mượn miệng lưỡi của các phủ đã truyền ra ngoài mọi người nghe thấy lời này của lâm lão phu nhân thì cho rằng người hầu trong hầu phủ làm loạn kinh triệu doãn nhìn đám người xì xào bàn tán trong lòng cũng đưa ra kết luận ngay cả quan thanh liêm cũng gặp khó khăn khi giải quyết việc nhà bản thân cố ngôn không cần phải nói tuy rằng trung cần hầu phủ ở thế yếu nhưng bây giờ dựa vào thái tử cơ bản là mình không thể đắc tội người làm hòa này hắn cũng không phải người thích hợp để làm đâu hắn nhìn về phía Giang Phi Vi, cô nương, bổn quan biết trong lòng cô nương tức giận, ngài yên tâm, nhất định bổn quan sẽ đòi lại đồ cưới của mẫu thân ngài không sót một thứ gì, chuyện này chúng ta cũng không thể nói ở trên công đường, tầng đại nhân, ta nói là Lan Thị chiếm đoạt đồ cưới của mẫu thân ta, không phải là hạ nhân ăn trộm. Giang Phi Vi quay đầu nói, Lâm Lão Phu Nhân, vừa rồi ở trong phủ, Lan Thị cũng đã thừa nhận là chiếm đoạt tiền bạc, còn chỉ trích ta không quan tâm việc nha, thế nào? đến trên công đường thì lại bỏng miệng, mọi người lại nhỏ giọng thì thầm, xem ra chuyện này không đơn giản như vậy, Kinh Triệu Doãn chỉ cảm thấy đầu mình bỗng nhiên nhảy một cá, hắn thấy cố ngôn không thay Giang Phi Vi nói chuyện này nên cứng rắn lên, cô nương. Công đường của chúng ta đều vì minh oan cho dân chúng, không phải là nơi để cho các ngươi xử lý chuyện nhà. Hôm nay bổn quan còn có rất nhiều án trong kinh phải xử lý. Ngươi nhìn cái này, đột nhiên từ bên ngoài tràn vào năm sau người mang y phục cả cấm y vệ, dứt khoát đi vào trong đại sảnh, thiên hộ cầm đầu thỉnh an với cố ngôn nói, đốc chủ. Cố ngôn gật đầu một cái, thiên hộ kia vung tay lên, trong tay bọn cấm y vệ sách theo một người ngã xuống đất, Lan Thị cẩn thận nhìn một chút, bà ta thiếu chút nữa ngất đi, tất cả đều là người mà mình quen biết, tần đại nhân, chúng ta đều là người của hoàng thượng, làm việc đương nhiên kiên kỵ nhất là làm qua loa lấy lệ. Thuộc hạ của cố ngôn không biết tìm được hai cái ghế từ đâu, để cho cố ngôn và Giang Phi Vi ngồi xuống nghỉ ngơi trước, chúng ta nhớ rằng ngươi chính là người đảm nhiệm chức vụ kinh triệu doãn vào năm nay đúng không? Không biết xử án thì cũng không sao, chúng ta đã thấm vấn không ít người giúp hoàng thượng, hôm nay tới đây dạy ngươi một chút. Ngươi, ngươi. Kinh triệu doãn từng là thư sinh, lại ở quan trường lăn lộn hơn 10 năm, mặc dù biết được thái giám đều là một đám nô tài không da mặt, nhưng đâu từng bị bọn chúng làm nhục như thế, Giang Trì Lăng nhìn thấy bạn đồng liêu của mình bị nhục nhã thì mắng cố ngôn, ở trên công đường sao có thể để ngươi càng rỡ như thế. Tần đại nhân làm quan mấy chục năm còn cần một tên nô tài như ngươi dạy dỗ sao. Vẽ. Mặt cố ngôn khó hiểu, hả? Nếu tần đại nhân biết xử án thì tại sao công bằng chính trực cũng không thể làm được, dựa vào lời nói một phía của hầu phủ đã nói đó là chuyện nhà, ngay cả một chút chứng cứ của phi vi tiểu thư cũng không hỏi qua sao. Kinh triệu doãn nhìn cố ngôn bưng một khuôn mặt tươi cười, chỉ cảm thấy mình bị hắn kéo vào trong, nếu mình không hỏi chứng cứ gì, không phải là đúng với lời hắn nói sao, hắn nhìn thấy trên khuôn mặt Lan Thị che giấu sự khủng hoảng, lại nhìn những người được cẩm y vệ mang vào, cố ngôn này, e rằng đã chuẩn bị chứng cứ thật tốt rồi, chỉ chờ mình hỏi mà thôi, cố ngôn nghiêng nghiêng đầu, Tần Đại Nhân. Tần Đại Nhân, xin mời. Kinh triệu doãn nhìn ánh mắt từ bốn phương tám hướng quan đến, hắn rất không tình nguyện hỏi Giang Phi Vi, Giang cô nương, ngươi có chứng cứ gì không? Giang Phi Vi chớp mắt một cái, quay đầu nhìn về phía cố ngôn nói, ngươi có sao? Cố ngôn hạ thấp giọng, đương nhiên là có. Hắn, quay đầu nhìn về đám người mà cẩm y vệ vứt trên đất kia, thiên hộ tuân lệnh, thuận nay tóm một gã sai vặt mang y phục màu xám ở bên cạnh nhưng lại bị cố ngôn ngăn cản, nhanh một chút, chúng ta còn phải trở về cung. Thiên hộ kia gật đầu, đổi thành một lão già mang y phục lam lũ lúc trước khi cẩm y vệ tuần tra thì gặp phải hắn ta lén lút ở trên đường đi thấy cẩm y vệ thì sợ hãi bỏ chạy chúng ta cảm thấy không đúng nên bắt hắn lại tần đại nhân lại xem thường lời nói này dân chúng tầm thường không phải khi thấy các ngươi là cấm y vệ đều sợ hãi đến bỏ chạy hay sao người này mang y phục giản dị nhưng lại mang theo mấy cây trâm vàng của nữ nhân giá cả không rẻ rõ ràng đó không phải là đồ mà hắn có thể có nhưng hắn ta chỉ ậm ừ không trả lời nên ta đành bắt hắn vào trong ngục chẳng qua là mấy ngày nay bận bịu làm việc cho hoàng thượng nên chưa kịp tra khảo hắn thiên hộ kia quay đầu nhìn về phía lan thị vị phu nhân này chắc là ngươi rất thân với người này đúng không ta ta không quen biết hắn các ngươi đừng lôi kéo lung tung hả lão đầu này từ nhỏ đã làm công ở lan phủ cũng coi như là nhìn ngươi lớn lên vậy mà ngươi không quen biết thiên hộ nắm tóc lão đầu kia lên rồi nói muốn để cho lan thị nhìn thấy mặt hắn ta rõ ràng ánh mắt lan thị trốn tránh lan phủ rất nhiều nô bột làm sao ta có thể biết từng người bà ta nghĩ rằng lão đầu này không dám nói bậy bạ bởi vì người nhà của hắn ta đều nằm trong tay lan phủ mình còn sợ cái gì sắc mặt của lão đầu kia trầm xuống cẩm y vệ cũng đã đoán được như thế nên cười lạnh một tiếng nghe chưa rõ ràng người ta không quan tâm đến tính mạng của ngươi lão. Đầu kia giải dụ một phen, nhìn khuôn mặt Lan Thị không để ý một chút nào nên đành dập đầu về phía kinh triệu doãn, đại nhân, lão nô chính là gia nô của Lan Phủ, làm sao Lan Thị lại không nhận ra lão nô được chứ? 49, kỹ năng diễn kịch của ta thật không tệ, mọi người nghe được suy đoán của Giang Trì Lăng, tiếng lẩm bẩm ồn ào cũng dần dần nhỏ lại, đúng vậy, thái giám tham tiền, chuyện như thế cũng không phải không có khả năng, lâm lão phu nhân đi đến trước mặt Phi Vi, lời nói sâu xa, Giang Phi Vi à, đây là của hồi môn thuộc về mẫu thân ngươi, nếu rơi vào trong tay người khác thì cố gia cũng không được vui có đúng hay không?" Giang Viễn Hoàng căm hận nói, "Đúng vậy. Đại ca, ta thấy tâm tư của tên thái giám này không thể thăm dò được, có lẽ là muốn cả phủ chúng ta không được yên." Giang Phi Vi vẫn trầm mặt đột nhiên ngẩng đầu lên, nàng thay đổi sự lãnh đạm lúc trước, khuôn mặt đầy bi thương thấu lòng lộ ra, nàng nhỏ giọng nói, Phụ thân thật sự làm trái tim con bị tổn thương, rõ ràng của hồi môn thuộc về mẫu thân con bị nhị phòng lấy đi, phụ thân không minh oan cho mẫu thân thì thôi lại còn nghi ngờ Cố Đốc công bụng dạ khó lường. Bên ngoài nói phụ thân thật lòng yêu mến mẫu thân, người như thế đúng là làm cho mẫu thân phải đau lòng. Giang Trì Lăng vội vàng phản bác, ta không có. Vẽ. Mặt Giang Phi vi lộ ra sự dễu cợt thần sắc này chiếu thẳng vào đôi mắt của Giang Trì Lăng khiến cho ông ta nghĩ đến cái hôn nàng vào cung bị ngụy Hoàng hậu uy hiếp. Giang Phi Vi đi ra từ phía sau tấm bình phong, tầm mắt nhìn thẳng về phía mình, hôm nay nàng gây náo loạn như thế nào, cho dù là chống đối với lâm lão phu nhân, nếu mình không lên tiếng e rằng trong lòng nàng sẽ lạnh nhạt đối với mình, đúng. Đúng là ông ta có chỗ không đúng. Bị ngụy Hoàng hậu bám lấy như một người điên, bản thân ông ta cũng không có cách gì hết. Cứ thế một hầu phủ rộng lớn cần phải lo liệu, ông ta cũng đã hao hết tâm sức, làm sao không đổi lại được một nửa sự hiểu biết của Giang Phi Vi chứ, nếu không phải Giang Phi Vi có khuôn mặt tương tự với mình mấy phần, lúc Vân Yên rời khỏi phủ thì lại mang thai. Ông ta cũng từng nghi ngờ Giang Phi Vi không phải là nữ nhi của mình mà chính là nữ nhi của Trương Địch, lời nói kế tiếp của Giang Phi Vi càng làm cho ông ta khí huyết dân trào con. Biết, đại nghiệp của phủ hầu gia rộng lớn, Mỗi ngày lão phu nhân ăn uống cũng đã tốn năm lượng bạc Đương nhiên của hồi môn cũng không được để lọc ra bên ngoài Chuyện năm lượng bạc không phải mọi người âm thầm nói khi ở thọ an đường sao Làm sao mà Giang Phi Vi biết được năm lượng bạc Dân chúng xung quanh đều kinh ngạc sợ hãi Mặc dù biết người giàu có đều tiêu tiền như vậy nước Nhưng mà năm lượng bạc này cũng quá xa hoa rồi Hậu phủ có tiền như thế mà còn phải ăn bớt của hồi môn của một tiểu cô nương hay sao bề ngoài truyền miệng nhau nói hầu gia yêu thương ta như thế nào, nhưng trên thực tế. Ô ô ô! Giang Phi Vi giả vờ khóc trống lên, Phi Vi, ngươi im miệng cho ta. Ta chính là phụ thân của ngươi, sao ngươi lại láo xược như thế? Giang Phi Vi cũng không nhìn ông ta mà thẳng tắp nhìn về phía kinh triệu dưỡng, tần đại nhân, ta biết ngài sợ thanh thế hậu phủ nên không dám xử lý vụ án này, nếu như thế thì ta sẽ đi gõ trống ngay lập tức. Còn muốn đi gõ trống? Giang Trì Lăng chỉ cảm thấy lý trí ở trong đầu bị đánh gãy đi, được. Nếu ngươi đã không nghe lời thì mang theo của hồi môn cút ra khỏi hầu phủ đi. Một Giang Trì Lăng luôn nho nhã lại nói lên lời này, trong nháy mắt ở đại sảnh đều yên tĩnh trở lại, thế mà Giang Phi Vi lại dùng khăn che giấu đi nụ cười trên môi của mình, được, ta đã sớm biết phụ thân chán ghét nên muốn vứt bỏ ta. Dù sao ta quay về hầu phủ lâu như thế nhưng phụ thân lại không viết tên ta vào trong gia phả, đã như thế thì ta cũng sẽ được trong sạch. Ta sẽ không có quan hệ gì với hầu phủ nữa." Giang Phi Vi nghiêng đầu nhìn Kinh Triệu Duẩn đang ngơ ngẩn, "Tần đại nhân, ngài cũng nghe thấy rồi đấy, từ nay về sau ta Giang Phi Vi không phải là người của Trung Cần hầu phủ nữa." Giang Phi Vi nháy mắt với Cố Ngôn một cái, hắn lập tức hiểu ý của nàng nên đi lên phía trước ôm nàng vào trong ngực, còn nhẹ nhàng an ủi nàng, Giang Phi Vi nhanh chóng rút vào trong lồng ngực của Cố Ngôn, mọi người nhìn thấy bả vai nàng rung lên thì cứ tưởng nàng đang khóc nhưng thật ra mọi người không biết nàng đang nở một nụ cười tươi như hoa dưới lớp khăn có thể nói hôm nay nàng rất càng quấy chờ người trong hầu phủ để lộ tâm tư muốn đuổi mình đi nhưng nàng không ngờ giang trì lăng lại có thể nói ra những lời kia thật đúng lúc ngược lại nàng muốn nhìn một chút danh tiếng yêu thương thê tử của giang trì lăng có thể tiếp tục duy trì hay không lâm lão phu nhân cảm thấy chuyện không được ổn cho nên vội vàng sửa chữa phi vi phụ thân của ngươi lâm lão phu nhân người cứ yên tâm chờ sau khi ta lấy lại được của hồi môn thuộc về mẫu thân ta một món ta cũng sẽ không muốn đếm số lượng trả lại nguyên vẹn cho cố phủ giang phi vi lớn tiếng nói trung cần hầu phủ chê ta làm dơ bẩn toàn phủ nên muốn đuổi ta đi ta cũng nên đi mới phải cố ngôn lạnh lùng nhìn về phía kinh triệu dưỡng, tần đại nhân thân thể của phi vi cô nương không được tốt khó tránh khỏi bi phẫn ta mang nàng hồi cung nghỉ ngơi trước dù sao mọi người cũng được hoàng thượng ân chuẩn mới rời khỏi cung ngày mai cũng không còn hiệu lực nữa chuyện trả lại của hồi môn cho cố gia còn làm phiền đại nhân phí tâm sức giang trì lăng nhìn gương mặt khổ sở của giang phi vi trong đầu ông ta có một loại cảm giác bất an phi vi ngươi quay lại nói chuyện rõ ràng cho ta phụ thân không có cái ý này giang hầu gia nếu ta bị đuổi ra khỏi nhà thì cũng không phải là nữ nhi của ngài nữa giang phi vi đi đến trước mặt ông ta thấp giọng nhẹ nhàng nói từ lúc ta biết năm đó ngài buông tha cho mẫu thân ta quay về phủ thì đã không muốn nhận ngài làm phụ thân mình rồi tốt nhất ngài đừng ép ta nếu không ta sẽ không cẩn thận tiết lộ tin tức này ra ngoài lúc đó danh tiếng của hầu phủ sẽ càng thối nát hơn phía bên thái tử cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho ngài có đúng hay không giang trì lăng khiếp sợ nhìn giang phi vi giống như đây là ngày đầu tiên quen biết nàng giang phi vi không hề để ý nữa Nàng được Cố Ngôn đỡ lên xe ngựa, vừa bước vào trong xe, nàng không nhịn được liền bật cười, ha ha ha. Sao nào? Kỹ năng diễn kịch của ta không tệ chứ? Cố Ngôn bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đồ láo cá. Nàng đã tính toán ổn thỏa từ sớm đúng không? Cũng không nói với ta một tiếng. Cố Đốc công một hơi thu thập được nhiều người làm chứng như thế, cũng không nói với ta tiếng nào đâu nha. Giang Phi vi mỉm cười tiến đến trước mặt hắn, hẳn là vừa rồi ta đã lừa gạt không ít người rồi. Để xem sau này Giang Trì Lăng tiếp tục giả vờ thâm tình như thế nào. Cố. Ngôn gật đầu một cái, không sai, mình phái những người này bỏ thêm vài cây đuốc, dĩ nhiên danh tiếng giả tạo của Trung Cần Hầu Phủ sẽ được vạch trần, xác định chưa? Không có liên quan gì đến Hầu Phủ nữa. Ta vốn đã chịu đựng những đấu đá ngầm ở trong đại trạch lớn kia quá đủ rồi, vì Giang Trì Lăng cho nên ta mới một mực chịu đựng nhưng ai ngờ hắn lại càng chán ghét ta hơn. Không cần, ta ngại bẩn. Giang Phi Vi đem cái khăn nắm lại rồi vứt xuống một bên, nếu không phải diễn xuất nhập thần của Giang Trì Lăng, bày ra dáng vẻ thâm tình để lừa tất cả mọi người, nếu như ta trực tiếp cắt đứt quan hệ với Hầu phủ thì khó tránh khỏi bị người ngoài dị nghị, khiến cho người của Hầu phủ tự mình nói ra mới là điều tốt nhất. Cố Ngôn chạm vào chóp mũi của nàng, "Tiểu nha đầu, nàng thật là thông minh." nếu nàng đã hạ quyết tâm thì cũng có thể tự mình bố trí hầu phủ ức hiếp nàng như thế mình cũng không thể dễ dàng buông tha coi như nàng đã mất đi chỗ dựa là hầu phủ thì hắn cũng có thể trở thành một chỗ dựa vững chắc cho nàng được rồi cuối cùng cũng đã đem những chuyện chất đống trong lòng ta giải quyết hết chúng ta quay về cung đi ừ sau này có cái gì cần phải làm thì nhất định phải nói cho ta ta tới an bài cố ngôn nhéo mặt nàng một cái trong giọng nói mang theo ngữ khí không cho nàng cự tuyệt, nhất định lần sau ta sẽ làm như thế. Hơn nữa lần này chúng ta ai cũng không vừa ai, đúng là rất ăn ý. Lần này trong lòng Giang Trì Lăng có quỷ, chỉ là may mắn mà thôi. Giang Phi Vi bỗng nhiên dễu cợt, chàng không nhìn thấy, hôm nay lúc mà từng người làm chứng đứng ra nói chuyện sắc mặt của bọn họ, ha ha ha. Còn nữa, lần đầu tiên ta biết miệng của chàng lại lợi hại như thế, sắc mặt của tần đại nhân còn có gian viễn hoàng cũng xanh mét cố ngôn thấy nàng hưng phấn khoa tay múa chân thần thái và dáng vẻ phấn chấn thì cũng không khỏi cười theo nàng gian phi vi nhìn thấy hắn cười rực rỡ không khỏi đưa tay ôm lấy mặt hắn chàng cười như thế này đúng là rất đẹp mắt hắn phát hiện tiểu nha đầu luôn nghiêm túc này cũng có lúc khiến cho người ta phải đỏ mặt hết lần này đến lần khác tỏ ra vẻ thuần lương giống như không phải cố ý cố ngôn ho nhẹ một tiếng được lắm dám trêu đùa ta. Không có không có. Ta nói với chàng, vào lần đầu tiên ta nhìn thấy chàng đã cảm thấy chàng giống như là một công tử văn nhã ở trong sách, phong lưu hào phóng. Giang Phi Vi ôm tay, quay về chỗ ngồi nói về lần đầu tiên gặp cố ngôn, kết quả chàng lại phạt người ta còn đánh chửi, huyền mễ cũng rất hung dữ, thật là hù chết ta. Chẳng qua chàng còn nhớ dáng vẻ lúc ấy của ta như thế nào không? Ừ, gầy trơ xương, nhưng mà ánh mắt rất sáng, giống như ngôi sao vậy. Cái miệng của cố đốc công chúng ta rất là ngọt nha, cố ngôn miếng môi cười một tiếng, những lời ta nói đều là thật, quả thật nàng không giống cô nương. Ta còn có rất nhiều thứ mà chàng vẫn chưa biết đâu, đến lúc đó sẽ cho chàng thêm một vài kiến thức. Giang Phi Vi vỗ ngực một cái, cuộc sống dài lâu, sau này ta sẽ một thân một mình, cố đốc công cũng đừng chê ta phiền phức nha. Hai người vừa cười vừa nói trong thời gian uống cạn một chén trà, Đột nhiên xe ngựa dừng lại, một tiểu thái giám đánh xe ngựa thăm dò, khó khăn nói, chủ từ, là, là xe ngựa của cố gia đuổi theo, nói là muốn gặp mặt cô nương. Tiểu thái giám kia bị ánh mắt như đau của cố ngôn đâm qua, hắn ta khóc không ra nước mắt, vốn dĩ hắn ta đã cảm thấy rất đáng sợ khi nghe được tiếng cười trong trẻo của chủ tử ở trong xe ngựa, không nghĩ tới sự đáng sợ hơn còn ở phía sau, cố ngôn quay đầu nhìn về phía giang phi vi, có muốn gặp không? Giang Phi Vi hơi do dự một chút, cố gia đối xử với nàng rất tốt, thậm chí ngoại tổ mẫu không sợ vất vả, thay mình trù tính hôn sự mà người người đều hâm mộ, đáng tiếc trái tim mình có chút lệ thuộc, không thể cảm kích, đằng sau còn xảy ra chuyện liên quan đến Ngụy Hoàng Hậu, sợ rằng tình cảm giữa Tào Gia và Cố Phủ cũng đã rạn nứt, bản thân mang của hồi môn trả lại cho Cố Phủ cũng có vài phần phân chia rõ ràng, lấy thân phận của nàng lúc này xác thật không nên quá thân cận với Cố Phủ thôi vẫn là không nên gặp Giang Phi Vi. Muội đi ra cho ta. Ngay bây giờ. Ngay bây giờ. Giang Phi Vi bị tiếng hét này dọa cho giật mình một cái, nhanh chóng thò đầu từ trong xe ngựa ra, vừa nhìn ra thì đã thấy Cố Thanh Vũ khiếp sợ nhìn Cố Tình nổi giận đùng đùng, Cố Tình. Ngươi 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 còn phải xuất giá, ở trên đường chính bị chú ý một chút sẽ bị ảnh hưởng, Cố Tình vứt bỏ dáng vẻ đoan trang thận trọng của ngày thường, đẩy tiểu thái dám đánh xe ngựa ra, nàng ấy trực tiếp bước lên xe ngựa, ngồi đối diện với Giang Phi Vi, nàng ấy chớp mắt, muội muội, muội được lắm, tự chủ tưởng tiến vào cung, tổ mẫu của muội bởi vì chuyện này mà đổ bệnh, muốn lợi dụng các mối quan hệ để kéo muội từ trong cung đi ra, thật vất vả mới thấy muội ra khỏi cung nhưng muội lại không thèm đến cố phủ nhìn một chút, ngược lại chỉ đem của hồi môn thuộc về mẫu thân muội trở về. Giang Phi Vi hơi chột dạ, tỷ, chủ yếu là không tiện, không tiện cái gì ta cũng biết là mùi suy nghĩ bậy bạ cố thanh vũ cũng muốn kéo rèm xe ngựa lên nhưng cố tình lại đưa tay ra kéo cái rèm xe lại giang phi vi không nhịn được cười ra tiếng lông mày cố tình nhướng lên cười cái gì không nghĩ ta sẽ có cái tính tình như thế này tỷ mùi sai rồi nhưng mà ngày thường tỷ có điệu bộ của một nữ tử khuê tú không phải đều là giả vờ đó chứ đúng thế thì sao kỹ năng diễn kịch của ta cũng không kém mùi chút nào đâu cố tình nhìn về phía cố ngôn đang cứng ngắc, quan sát từ trên xuống dưới một lượt, phi vi, muội đừng nói với ta là người nhận chiếc khăn tay đó là cố đốc công nha. Ngoài, miệng nói như thế nhưng cố tình nhìn dáng vẻ thoải mái của Giang phi vi thì trong lòng đã hiểu được bảy tám phần, nếu muội lại nói với ta muội tự mình vào cung, một phần cũng bởi vì hắn, đúng vậy. Giang phi vi nắm lấy tay cố ngôn nói, tỷ, đây là người mà muội thích, tự bản thân muội lựa chọn chỉ đi cùng với chàng mà thôi. Nàng dùng khuỷu tay dỗi dỗi chạm vào cố ngôn đang ngồi thẳng tắp, không phải vừa rồi ở trên công đường còn nói chuyện rất nhiều sao. Sao thế, sợ tỷ tỷ của ta nên không dám nói lời nào rồi à, 50, bẻ một nhánh hoa, Giang Phi Vi sẽ không thật sự thích cô ngôn chứ. Nào có. Cố ngôn nặng nề cúi đầu xuống, nói với cố tình, ta tự biết có lỗi với Phi Vi, cũng biết mình không gánh nổi phó thác, nhưng ở trong cung, Ta sẽ cố gắng hết sức đối xử tốt với Phi Vi, không cho nàng ấy chịu khổ, cố gắng khiến nàng ấy thấy vui sướng tự tại." Cố Tình gật đầu, ngồi nghiêm túc như trưởng bối, "Ngươi biết thì tốt, trước khi Phi Vi có thể xuất cung, ngươi nhất định phải cẩn thận che chở cho nàng ấy, không thể chạm vào nàng ấy, hiểu chứ?" "Tỷ tỷ." "Muội không được phép nói." Cố Ngôn ngẩng đầu nhìn Cố Tình, Cố Ngôn hiểu rõ. Cố Tình thấy ánh mắt nghiêm túc của hắn cũng biết là hắn tự biết rõ, cũng có thể yên tâm, bên Thái Hậu đã đưa tin rồi, chờ phong ba qua thì nghiêm túc sống trong hậu cung mấy năm, muội muội có thể ra cung, nhưng không cho phép làm chuyện gì quá giới hạn. Giang Phi Vi chu miệng, cố tình nói gì cũng vô dụng, dù sao vào cung, muốn làm cái gì thì cũng không phải do bản thân được quyền quyết định, nàng đáp lời cho qua, đã biết, tỷ tỷ. Cố tình miễn cưỡng an tâm, nháy mắt lại đổi thành phong cách của tiểu thư khuê cát, nhẹ nhàng kéo rèm xe, phụ thân, con và muội muội nói chút chuyện cô nương gia nên nhầm lỡ thời gian. Ừ, ừ, không sao, không sao. Cố Thanh Vũ gãi đầu, sao hắn lại cảm thấy đại nữ nhi có chuyện gì giấu mình nhỉ, nhưng lúc này thì hắn cũng quản không tới, hắn thấy cố ngôn thì lực tức tức giận, ngươi cái đồ tiểu nhân vô sĩ. Tự nhiên trọng danh sách của hồi môn đi. Cố ngôn xuống xe, hành lễ bồi tội với cố Thanh Vũ, chuyện lúc gấp gáp thật sự là mạo phạm đại nhân rồi. Cửu cửu, không phải cố ngôn trộn, là hắn phái người mượn dùng một chút. Giang Phi Vi lầm bầm, cố thanh vũ thấy Giang Phi Vi còn giúp cố ngôn giải thích, trong lòng ê ẩm, Phi Vi. Ngươi cũng thật là. Lại làm càng, ta thật không biết nên nói như thế nào ngươi. Giang Phi Vi biết hắn thật tâm quan tâm mình, cũng có chút ấy nấy, cửu cửu, thực xin lỗi, đã khiến cho mọi người lo lắng. Cố Thanh Vũ nhìn gương mặt giống muội muội bảy phần, hết lần này đến lần khác luyến tiếc trách móc nặng nề, vô số lời nói trong miệng, cuối cùng cũng không nói ra, chỉ là dặn dò Giang Phi Vi, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không còn qua lại với bên hầu phủ. Còn về của hồi môn, ta cất cho con, tuyệt đối không động đến. Hắn biết rõ, Giang Trì Lăng là người chỉ quan tâm đến thể diện bản thân những hành động gần đây của ông ta quả thực làm cố thanh vũ cảm thấy bản thân đã tin sai người rồi nhưng cũng chẳng sao ông ta không lo phi vi cố phủ lo chờ phi vi xuất cung hắn có thể tìm cho nàng một mối hôn sự tốt như thường giúp nàng cả đời bình an cố ngôn và giang phi vi muốn trở về trước khi cổng cung khóa lại cho nên nói được không được mấy câu với cố thanh vũ thì vội vàng tạm biệt cố ngôn thấy tâm trạng nàng có chút sa sút nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng ta sẽ thường xuyên sắp xếp cho nàng xuất xung Đừng lo lắng. Không sao. Xúc cung càng nhiều, ngược lại làm cho cố phủ tưởng mình được đi lại tự do rồi lại sắp xếp cho mình mấy mối hôn sự hỗn tạp. Giang Phi Vi nhẹ nhàng tựa lên vai cố ngôn. Hôm nay thật mệt, buổi tối ta muốn ăn một bữa no nê. Đi tới cửa thành, nắng chiều đã ngã về phía tây. Giang Phi Vi từ chối ghế đẩu cố ngôn đưa. Nếu ngày thường chàng đều không ngồi cái này vậy ta cũng không ngồi. Đi bộ về còn có thể thưởng thức mặt trời lặng ánh mặt trời chiếu lên những viên gạch màu đỏ trên tường vây, ấm áp hòa hợp, cánh hoa hạnh mang theo một chút gió ngày xuân cuối cùng, giàu dạt, không muốn rơi xuống đất, Giang Phi Vi chạy nhanh hai bước, đón được một cánh hoa, mùa hè sắp tới rồi. Đúng vậy, năm nay hẳn là cũng sẽ đi sơn trang tránh nóng. Giang Phi Vi kéo tay áo của cố ngôn, hưng phấn nói, a, à, chàng xem. Nơi này cư nhiên còn có hoa đào đang nở rộ. Cố ngôn ngửa đầu, quả nhiên thấy một cây hoa đào, màu hồng phấn của hoa đào được điểm xuyết thêm màu lá xanh, là cảnh đẹp còn sót lại của ngày xuân, chỗ này râm mát, không ấm như ngoài kia nên hoa nở muộn. Thật là đẹp mắt a. À. Năm nay ta cũng chưa được ngắm hoa thật kỹ. Bận rộn ứng phó đám thân thích ghê tẩm, cố ngôn vỗ đầu nàng, chờ ta một chút. Hắn. Đi vào tiểu viện không người trông coi, dẫm lên đóng ngói vỡ dưới tàn cây, lập tức leo lên cây, nhanh chóng bẻ một nhánh cây nở thật nhiều hoa giang phi vi đầu tường bên này chỉ nhìn thấy một bàn tay thò ra nhanh chóng bẻ một cành hoa đào nàng vội vàng chạy vào trong tiểu viện thì thấy cố ngôn vỗ vỗ bụi trên người cười đưa cành hoa đào cho nàng giống như thiếu niên bướng bỉnh nhà bên cho nàng trở về bảo nguyễn an dưỡng cẩn thận chắc là có thể ngắm được một ngày chẳng qua là mình thuận miệng bảo là năm nay chưa được thưởng hoa giang phi vi cẩn thận nhận lấy cành hoa thấy khuôn mặt đầy ý cười của tiểu thái giám hầu hạ bọn họ, chỉ cảm thấy mặt mình bị hoàng hôn phơi đến nóng hầm hập, cố ngôn cười ôm Giang Phi Vi đang ngơ người, đi thôi, đi về ăn tối nào. Đợi đến khi về đến trọng hoa cung, mặt trời đã lặn gần xuống, đi vào trong viện, Giang Phi Vi lại nhìn thấy một bóng dáng xa lạ, người đang đứng đầu đội mũ quan, mặc áo mãn bào đỏ thẩm phô trương phẩm cấp của hắn, hắn ta nghe thấy động tĩnh bèn xoay người lại, vừa thấy hai người đi vào, hắn giọng nói, a à, thật là trùng hợp mà. Khác với khuôn mặt đầy lạnh lùng của cố ngôn đầy mặt thanh lãnh, giống như trúc xanh thăm thẳm, người này thân hình nhỏ con, sắc mặt tái nhợt, đuôi mắt xếp cao lộ ra vài phần sắc bén, con người đen đảo qua giang phi vi, giữa chân mày toát lên vẻ gian xảo. Vừa nhìn là biết hắn ta là tên nô tài đã ở trong cung lăng lộn nhiều năm, Giang Phi Vi có chút chán ghét ánh mắt dò xét của hắn ta, bước chân trốn ra đằng sau cố ngôn, người nọ thấy Giang Phi Vi trốn tránh mình, cười nhạo nói, tam cô nương của trung cần hầu sao lá gan lại nhỏ vậy. Đã gả cho thái giám rồi, vẫn còn sợ thái giám hả? Cố cẩn, tìm ta có chuyện gì? Cố ngôn che chắn gian phi vi, chỉ thiếu điều muốn viết hai chữ tiễn khách lên mặt, cố cẩn chế dễu nói, ta không phải đặc biệt đến xem gian cô cô sao, cố ngôn, ngươi quả thật khiến hoạn quan chúng ta tự hào nha, cưới được cô vợ xinh như vậy. Cố ngôn cao chặt mày, rốt cuộc có chuyện gì? đã nói là tìm Giang cô cô. Cố Cẩn đi vòng ra phía sau Cố Ngôn, "Giang cô cô, tuy rằng ngươi hôm nay là lừa thánh thượng khai ân để xuất cung, nhưng nô tài trong cung cũng cần mới phải nha." Thất. "Hoàng tử nếu cơ thể không tốt thì phải cẩn thận tĩnh dưỡng trong Trọng Hoa cung mới phải, sao có thể chạy loạn khắp nơi đâu." "Hôm nay nếu không phải ta đón được, hắn thiếu chút nữa thì xông tới thánh giá rồi bị đám nô tài kia đánh rồi." Thất hoàng tử chạy đến trước mặt hoàng thượng. Còn thiếu chút nữa bị đánh. Cố Cẩn thấy Giang Phi vi sốt ruột, ý cười sâu thêm vài phần, ngươi làm trưởng sự cô cô, hoàng tử thì không thể phạt, nhưng đám nô tài không trông coi tốt người thì quả thật nên phạt. Bọn nô tài ấy hả, đánh mấy trận là thành thật rồi, Cố Ngôn, ngươi nói xem có phải hay không? Giang cô cô, ngươi không biết chứ, vị này trước kia cũng là chống đối quản giáo, ngoan cố như trâu vậy lão tổ tông chúng ta phân phó người đánh mấy trận, ai da, thả ra thì cả người bất động, đại tiện tiểu tiện đều phải ở trên giường, nhưng mà không phải là thành thật rồi sao? Cố cẩn lại không thấy biểu cảm xấu hổ hay chán ghét trên mặt Giang Phi Vi như hắn tưởng, đa tạ đã nhắc nhở. Giang Phi Vi chỉ là nhàn nhạt nói những lời này liền nhẹ nhàng cầm những ngón tay lạnh lẽo của cố ngôn, chúng tôi đi trước vào thăm thất hoàng tử đây. Cố cẩn cũng không bỏ qua ánh mắt ẩn giấu sự thương tiếc của nàng, thật là kinh ngạc nha, Giang Phi Vi sẽ không thật sự thích cố ngôn chứ, mưu đồ gì? Mưu đồ quyền thế của cố ngôn, hay tiền bạc, cố ngôn đi theo Giang Phi Vi đến chính điện, thấy nàng không nói một lời thì thở dài, chỉ cần là ở trong cung, Giang Phi Vi sớm muộn gì cũng sẽ đều đụng phải cố cẩn, những lời nói bẩn thiểu này, cùng với quá khứ lưu lạc của mình, nàng sớm muộn rồi cũng sẽ biết, cho nên hôm nay hắn không ngăn cản, nhưng đến khi Giang Phi Vi thật sự nghe được những lời này, trầm mặt đối với mình, trái tim hắn không khỏi đau đớn, vì sao mình không phải một người vẽ vang chứ? Trong lúc hắn đang nghĩ câu tiếp, theo nên nói gì thì Giang Phi Vi đột nhiên xoay người, mạnh mẽ xông vào vòng ngực của hắn, cố ngôn hoàn toàn đơ người, sau một hồi lâu mới phản ứng lại, yếu ớt ôm lấy nàng, làm sao vậy? Hắn nói, đều là sự thật ư. Tim của cố ngôn nặng nề, cố gắng duy trì ngữ điệu bình tĩnh, ừ, ta mới vừa tiến cung không quyền không thế, lại không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, hiện tại sẽ không, đám người đó khốn khiếp. Giọng Giang Phi Vi nức nở, đây là người chỉ vì một câu nói của mình đã lập tức leo cây hái hoa cho mình a. À, một trái tim chân thành này đã ở trong thâm cung chịu đựng những sự dày vò ra sao, Giang Phi Vi quả thực không dám nghĩ đến, Phi Vi, đừng khóc, không có nghiêm trọng như hắn nói đâu, thật đấy cố ngôn vừa nghe giang phi vi sắp khóc chỉ cảm thấy trái tim lạnh lẽo trong chớp mắt được sống lại cũng đầy hỗn loạn đã nói sẽ khiến nàng vui vẻ mới mấy ngày liền nuốt lời ta không khóc giang phi vi chui ra từ trong lòng ngực hắn xoa mắt ôi hoa đào rụng rồi giang phi vi nhìn những bông hoa đào do hành động của mình trụi đi không ít hoa có chút tiếc nuối cố ngôn nhẹ nhàng thở ra cười nói không sao ta đi bẻ một cành đẹp hơn cho nàng ta chỉ muốn cành này đi trước tiên đi xem thất hoàng tử sau đó thì đi ăn cơm nghe nàng hai người chỉ lo đối phương không có chú ý tới bọn họ phía sau cố cẩn lặng lẽ đi sau đánh giá một màn vừa rồi hắn xì một tiếng tự lẩm bẩm nhìn dáng vẻ ngu xuẩn cúi đầu không lưng trước nữ nhân kia xem ra khỏi trọng hoa cung liền thấy cố hoài n đứng ở bên ngoài cha nuôi người bàn xong chuyện chưa hôm nay ở trong cung hôm nay ta xuất cung cố hoài n có chút do dự nhưng giờ này có khá muộn rồi muộn thì không được hay sao cố cẩn hắn giọng nói lời chói tai cố hoài n không biết vì sao tâm tình hắn không tốt chỉ có thể lấy lòng cười ra được ạ à. cha nuôi muốn đi ra ngoài nào có không mở cố cẩn thấy cố hoài n nói như vậy trong lòng cuối cùng thoải mái hơn được rồi trực tiếp đi đến chỗ cẩm tú hai người đi vòng qua đông hoa môn trực tiếp đi đến phòng riêng của cố cẩn ở ngoài cung. Tiểu thái giám trong viện thấy cố cẩn tới, cười dập đầu, ông ngoại, cẩm tú cô cô đã ở trong phòng chờ người từ sớm. Cố cẩn đáp lại một tiếng, gấp gáp đi vào phòng ngủ, vào phòng thì thấy cẩm tú đang ở ngồi trước bàn dài, buồn chán chải đầu, không biết là không nghe thấy tiếng hay là như thế nào, cũng không để ý tới cố cẩn, tâm trạng bực bội của cố cẩn cuối cùng cũng tỉnh lại, hắn ta đi lên ôm lấy cẩm tú, muộn rồi, còn rửa mặt chải đầu cho ai xem vậy trên mặt cẩm tú thoáng lộ vẻ không kiên nhẫn nhẹ nhàng đẩy ra hắn trừ bỏ chàng còn có ai xem a à? nàng bỏ lượt ngọc xuống quay qua nhìn cố cẩn thấy hắn còn chưa thay quan phục lười nhác nói thiếp chúc mừng lão gia thăng quan phát tài ạ à. cố cẩn cười đen tối dang cánh tay còn không mau hầu hạ lão gia thay quần áo cẩm tú chậm rãi đứng lên vừa thay quần áo cho cố cẩn vừa nói lão gia hôm qua thiếp hỏi chàng kem hoa lê chàng lấy cho thiếp chưa hôm nay bận rộn cả ngày làm sao có thời gian tìm đồ chơi cho nàng chờ ngày mai nàng nói cho hoài n bảo hắn đi tìm cho cẩm tú nhăn mày thiếp đã nói với chàng từ trước bảo hoài n đi lấy rồi nhưng quản sự nói chuyện này đã định là hoàng hậu mới có thể dùng nhiều thì đều đưa cho vương mỹ nhân gì rồi đồ bất tài chàng có đi lấy cho ta không lấy 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 ta đường đường là người hầu hạ ở ngự tiền, cả ngày đi lấy mấy đồ son phấn của con gái, vòng tay trang sức. Còn ra thể thống gì nữa? Lại nói, tháng trước son phấn mà phía nam tiến cống tới không phải là mới đưa cho nàng hay sao? Nhưng thiếp đã dùng chán rồi. Cẩm tú thấy cố cẩn không đáp lại, đẩy hắn ra, thật là, chàng tự tắm đi, khó ngửi chết rồi. Cố cẩn nghe thấy cẩm tú cao giọng với mình, xoay người tác một cái, ngươi cái tiện nhân này, dám chê lão tử dơ. Cẩm tú thấy hắn động tay động chân, chạy lên trước bàn dài nước nở khóc, ta chê thì sao, chàng không tự ngửi đi, ta mỗi ngày hầu hạ chàng dễ dàng à. Ta chỉ có muốn học phấn, chàng cũng không cho. Cố. Cẩn thấy nàng khóc thành như vậy, đánh không được mắng không xong, đành phải nổi giận đi sang phòng bên, bên trong đã có sẵn nước và quần áo ngủ, hôm nay đến muộn, nước đã lạnh rồi, hắn vốn dĩ muốn gọi người ở bên ngoài vào đổi nước, lại nghe thấy loáng thoáng tiếng cẩm tú khóc chỉ đành phải từ bỏ cố cẩn cởi quần áo trên người ra lạnh lùng nhìn hạ thân của mình hung hăng ném áo lót có mùi lạ vào trong thùng